Lời nói đầu. Đức Thượng Đế vì thương yêu chúng sanh bị chìm đắm trong ao sầu khổ, bởi bốn cách bãi tình giam hãm trói buộc, cứ lẩn quẩn lanh quanh trong mê lộ, không biết chẳng thoát ra khỏi chốn khổ hình. Cho nên Ngài đã thắp lên ngọn đuốc thiêng liêng mà dẫn đường cho con người tìm về nẻo sáng. Vì thế mà Ngài mới hoằng khai nền đạo cao đài, hay là đại đạo tam vị phổ độ. Dù mới khai sinh còn non trẻ so với các nền tôn giáo khác, nhưng đạo cao đài có một giáo lý rất cao thâm mà từ trước đến giờ chưa có một tôn giáo nào có được. Ấy là sự thống nhất tam giáo Nho Tích Đạo, một sự kết hợp mà ta tưởng rất khó dung hòa cho đạt. Bởi lẽ các đạo vẫn luôn luôn tranh luận sự thấp cao hơn kém, mà không rõ sự quyền di ở chỗ tam giáo vốn một nguồn. Tam quy ngũ giới của Phật, tam hữu ngũ hành của Tiên, tam can ngũ thường của Thánh vẫn quy nhất vào một chữ đạo mà thôi. Nên đạo cao đài dạy một cõi sanh ba nhánh in nhau là đã đó. Giáo lý cao đài cao siêu nên kẻ môn đệ của Thầy nếu không ra công tìm hiểu tận tường, ắt dễ bị lầm lạc và giảm bớt đức tin. Chúng ta hàng ngày cúng Đức Chí Tôn, dự lễ cầu siêu các tuần cửu, tiểu tường, đại tường cho đồng đạo quy liệu, mà nghĩa lý không thông thì thật là một thiếu sót rất lớn. Các bài kinh tứ thời nhật tụng, Phật mẫu chân kinh đã được các bậc tiền bối dày công nghiên cứu giảng giải nghĩa lý rất rõ tường. Nhưng còn rất nhiều bài kinh hàng ngày chúng ta thường tụng niệm mà chưa được rõ nghĩa, như các bài kinh cúng các tuần cửu chẳng hạn. Đạo dạy rằng đọc kinh phải cầu lý, nhưng tâm trí u mê học hành định đổi làm sao mà cầu lý cho được. Giải một bài toán đã có sẵn công thức đã là khó, còn với một bài kinh lời lẽ cao siêu quyền bí thì dễ gì rõ thấu cái yếu lý nhiệm màu. Việc ấy cứ rai rứt mãi trong lòng, luôn luôn thôi thúc chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa các bài kinh trong đạo. Tôi mạo muội có lời luận bàn về ý nghĩa các bài kinh chính tuần cửu, để anh chị em cùng nhau kiếm hiểu cái bí ẩn tiềm tàng trong cơ tạng độ, tìm cái bửu pháp mà Đại Từ Phụ đã có hứa truyền cho chúng ta. Tôi xin chân thành biết ơn các bậc cao minh xem qua và vui lòng chỉ giáo những điều sơ sót, để góp phần làm sáng tỏ cái đạo giải thoát của Đại Từ Phụ mà mỗi chúng ta đều có bổn phận phải hoằng khai. Xin trân trọng biết ơn sự đóng góp của quý vị để chúng ta có dịp khám phá cái mênh mông vô tận của biển thánh rừng vũ. Học sư bất như học hữu, đó là chân lý muôn đời mà Thánh Hiền đã dạy chúng ta vậy. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tìm hiểu ý nghĩa các bài kinh cũng chính từng cửu, tiểu tường và đại tường trong đạo Cao Đài. Phần thứ nhất là vì sao phải nhập môn. Cổ tục Việt Nam tùng theo Phật giáo, hễ trong gia quyến có người quy liễu thì sau khi chết 7 ngày cũng một tuần gọi là tuần thất, và cứ tiếp tục 7 ngày cũng một lần như vậy gọi là tuần thất thất. Kế đó làm tuần 100 ngày, tuần giáp năm và tuần mãn khó cộng cả thải là 10 lần cúng. Mục đích là cầu nguyện cho vong linh người quá cố qua được nhẹ nhàng. Thuyết luân hồi của nhà Phật dạy rằng khi chết hồn con người phải qua thập điện đến nghiệp cảnh đại, soi tội phước, kẻ có tội phải chịu khổ hình, sau đó chuyển kiếp đi đầu thai, người tích đức tu nhân được Phật rước về cực lạc. Đức Thượng Đế vì muốn tận độ chúng sanh nên dùng cơ bút mà thành lập đại đạo tam kỳ phổ độ, tức là cuộc cứu rỗi lần thứ ba. Ngài ban ân đại xá cho đóng cửa địa ngục ở chính tầng trời để các chân linh có đạo tìm lối trở về ngôi cũ. Chúng ta tự hỏi rằng nếu Ngài đã ban ân đại xá thì trong nhân loại kẻ nào chân chất hiện hương thì sẽ được cứu rỗi, phải không? Vì bởi lẽ có một số anh em cho rằng không cần phải nhập môn theo đạo, cứ ăn hiền ở lành là đủ. Nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy thì từ xưa đến nay đâu cần có các nền tôn giáo, nhân loại cũng đã hưởng cảnh thái bình an lạc.
đâu có chiến tranh, chém giết, máu đổ tay phơi, đâu có cảnh kẻ ỷ mạnh giàu khiến người cố thế. Chúng ta không thể phủ nhận cái vai trò quan trọng và cần thiết của tôn giáo. Các tôn giáo dạy người từ bi, bác ái, bỏ giữ theo lành. Nhưng nhân loại ngày càng hung bạo. Vì vậy mà ta thấy hết tôn giáo này mở ra kế đến tôn giáo khác, để cho con người nghe đạo, thấy đạo hằng ngày như ăn cơm mỗi bữa. Đến như vậy mà xã hội còn phải lập ra hình phạt, phải có ngục tù. Đạo là con đường hướng nhân loại tới chân thiện mỹ, mà tôn giáo là cái cửa. Muốn đến được cõi an lạc phải chung qua cái ngưỡng cửa của tôn giáo. Vì vậy nên mới có sự nhập môn. Vì chữ nhập môn là nhập là vào, môn là cửa, tức là đi vào cửa đạo. Thánh ngôn Đức Chí Tôn có dạy: Thầy lại dặn các con, nếu kẻ không tu làm đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên, mà luân hồi lại nữa thì biết chừng nào đẳng hội hiệp cùng thầy. Nên thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhân loại càng khôn thế giới. Nếu biết ngộ kiếp một đời tu cũng đủ trở về cùng thầy đẳng, mà hãy thay mắt thầy chưa đặng hữu hạnh quan lạc nhìn thấy kẻ ấy. Đức Chí Tôn ban ân rộng rãi cho con cái của Ngài, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện của Ngài là chúng ta phải trọn tùng cái chánh pháp, tức là phải nhập môn vào đạo. Trong kinh Di Lạc có nói về đoạn này như sau: Nhược hữu chúng sanh văn ngã, ưng đương thoát nghiệp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tùng thị pháp điều, tam kỳ phổ độ, tất đắc giải thoát luân hồi, đắc lộ đa la, tam diệu tam bồ đề, thị chi chứng quả cực lạc niết bàn. Đoạn kinh này ý nghĩa như sau: Nếu có kẻ chúng sanh nghe lời ta, tức là lời Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và tùng theo pháp điều của tam kỳ phổ độ, tất được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, được chứng quả chánh đẳng chánh giác nơi cõi cực lạc niết bàn. Đắc lộ đa la tam diệu tam bồ đề được dịch từ nguyên gốc tiếng Sanskrit là Amutara Samyasamburi, có nghĩa là chứng quả chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ý nghĩa là sao? Niệm Phật là tin tưởng thành khẩn nơi Đức Thượng Đế, niệm Pháp là tùng theo giáo luật của đạo, niệm Tăng là thương yêu tất cả chúng sanh là con chung của Thượng Đế. Phật còn có nghĩa là linh hồn của chúng ta, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mỗi con người đều có sẵn Phật tánh. Pháp là sự sáng suốt, là trí tuệ, Tăng là chúng sanh, là thánh thể. Do đó mà đạo lão dạy phải quý trọng gìn giữ tinh khí thần. Ba món báo của con người cũng đồng nghĩa như niệm Phật Pháp Tăng vậy. Tùng thị pháp điều tam kỳ phổ độ ý nghĩa là sao? Pháp là khuôn phép, điều là vấn đề, điều kiện. Pháp điều là điều lệ bắt buộc theo khuôn thước của tôn giáo. Pháp điều của cao đài là tân luật pháp chánh trị của giới cấm. Tứ đại điều quy là lập đức, lập công, lập môn, là trai giới, là cúng lại. Hiểu như vậy chúng ta mới quả quyết rằng phải nhập môn vào đạo, thì mới đúng theo thánh ý của Đức Chí Tôn, mới được cứu rỗi. Cũng như hai câu liễm trước hiệp thiên đài có nói như vậy: Hiệp nhập cao đài, bá tánh thập phương quy chánh quả, thiên khai quỳnh đạo, vũ chi tam giáo hội long qua. Có nghĩa là phải vào đạo cao đài, chúng sanh mới đắc thành chánh quả. Trời khai nền đạo lớn, hiệp vũ chi tam giáo để mở hội long qua. Bá tánh là trăm họ, thập phương là mười phương. Bá tánh thập phương là ý muốn nói cả nhân loại trên mặt địa cầu này. Quỳnh đạo là đạo vàng, ý chỉ là phép Phật. Hai là mối đạo cao trọng, một nền đạo lớn. Để rõ thêm cái sự cần thiết phải nhập môn, có đoạn thánh giáo thầy dạy như vậy: Thầy đã mở một trường thi công quả, các con muốn đến đặt đến cực lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng thầy đã đến chung cùng với các con duy có tu mà đắc đạo. Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi màu nhiệm mà chính mình thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi thầy mà cho rằng lời thầy là chân thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy hồn ra khỏi xác mới thấy đặng cơ màu nhiệm thì chừng thấy đã muộn rồi. Ôi, lời lẽ của Đức Đại Từ Phụ sao mà tha thiết và cảm động. Nhưng lũ con dại như bầy thiêu thân lăn xả vào ngọn lửa, bởi vì mồi trung đỉnh đã dính qua là mờ lấp cái thiên lương nên ngài phải hạ trần.
kêu gọi lũ con ngay dậy. Thiên cơ đã lộ lúc khai trời, kêu khách phạm trần đã hùng ơi. Cứ mên vinh qua đợi lòng chẳng lo kiếp thác trên gần. Đức Chí Tôn mở ra mối đạo, nhưng Ngài bảo rằng ở một trường thi công quả là ý làm sao? Công tức là hành động, là việc làm, quả là sự thành tựu của công. Cho nên cái ý của từ công quả là mọi hành động, mọi việc làm có mang lại lợi ích, không phải lợi ích cho mình mà lợi ích cho mọi người. Chỉ tha vong kỹ, càng làm nhiều điều giúp ích cho mọi người thì càng nhiều công. Để nhiều công thì địa vị nơi cõi hư linh càng vinh hiển. Về việc này Đức Hộ Pháp có dạy như sau: mỗi chân hồn nơi thế gian này khi thoát ra khỏi xác đều phải quy tụ tại đền thánh này và đi từ đền thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào đền thánh này mà không vào các đền thánh khác? Tại vì đền thánh này tỷ như một trường thi, mỗi năm chánh phủ mở một vị thi, như thi tú tài chẳng hạn. Địa điểm đã được ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá trị. Tòa thánh này cũng vậy, Đức Chí Tôn lập ra để con cái của Ngài lập đức, lập công, lập môn mà trở về với Ngài, theo trong con đường thiêng liêng hàng sống. Vậy muốn vào trường thi đạo ta phải làm thủ tục như thế nào? Rất đơn giản là ta phải nhập môn. Chữ nhập là vào, chữ môn là cửa. Nhập môn có nghĩa là xin vào cửa đạo. Sớ cầu đạo là giấy để điểm danh, giấy để vào cửa. Cầu đạo cũng còn có nghĩa là xin vào dự thi, như người xưa gọi là xin ứng thí vậy. Phải nhập môn vào trường ta mới có dịp để thi thố tài năng mà đoạt vị. Còn người chưa nhập môn, tức là không có giấy vào trường, chưa được công nhận, thì dẫu có tài trí siêu phàm đi nữa cũng uổng công mà thôi. Bởi vì không còn trường nào khác để thi ngoài trường của cao đài, như lời Đức Chí Tôn đã dạy. Nhập môn rồi phải chuyên cần, tức là phải thực hành theo tôn chỉ của đạo. Lấy việc thị phi quấy phải ở đời và mọi hành động việc làm của ta hàng ngày để làm bài học. Quy luật tôn chỉ giáo điều của đạo là đề thi. Kẻ muốn đậu cao phải chăm chỉ chuyên cần, như đoạn thánh giáo thầy có dạy: thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường thi công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng là tại nơi các con, muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho các con nghe, nếu chẳng đi đến trường thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. Tâm trạng thí sinh vào trường thi thì ai ai cũng muốn thi đậu. Nhưng từ xưa đến nay, thi thì nhiều mà đậu thì lại ít, đó là lẽ thường tình. Trong truyện Lục Nhân Tiên có anh Bùi Kiệm, cũng liều chồng đến kinh ứng thí, cũng vào trường, cũng làm bài nhưng thi rớt. Vì bởi anh ta đâu có thuộc bài, suốt ngày chỉ liêu lỏng chơi bời, làm sao mà đậu cho đặng. Trong cửa đạo cũng có không ít anh Bùi Kiệm, mở miệng ra thì xưng danh là tín đồ của đạo, nhưng cử chỉ, hành động, tánh nết của con người không có gì tỏ ra nên đạo. Tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý chư hiền, nhưng đây là sự thật, chúng ta không thể phủ nhận được. Trở lại việc trường thi công đức của đạo, ta lấy việc ở đời để làm ví dụ mà so sánh giữa cái thể pháp cùng chân pháp của đạo, rồi từ đó lần tìm cái lý sâu xa màu nhiệm của cơ tịnh độ mà Đức Chí Tôn đã có hứa ban cho chúng ta. Ngài có hứa rằng ai giữ trai giới từ 10 ngày trở lên được thọ truyền của pháp. Của pháp là phép báo, vậy phép báo ấy là gì, ở đâu? Chúng ta chưa thấy, nhưng phải tin tưởng rằng Đại Từ Phụ đã hứa là chân lý, là có thật. Tại chúng ta không tìm hiểu kiếm coi cái bộ pháp ấy ở đâu. Có một đoạn giảng về con đường thiêng liêng hàng sống, Đức Hộ Pháp có dạy rằng: vào đền thánh tức là vào hiệp thiên đài, đi từ hiệp thiên đài đến cung đạo. Nhưng muốn vào cung đạo phải qua cửu trùng đài. Mỗi nấc cửu trùng đài là mỗi lần khảo vận của các đấng thiêng liêng, là mỗi lần cứu rỗi của cửu vị nữ Phật, là mỗi lần cầu xin của các đẳng linh hồn. Trong việc ở đời, như ta muốn tìm một vật gì thì ngõ ngách nào cũng phải để mắt tới.
bụi bờ nào cũng đào tới lên. Còn việc tìm bổ pháp thì phải xem qua các kinh sách giáo lý trong đạo mới tìm thấy được sự nhiệm màu. Sở dĩ ta dẫn lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vì đoạn này có liên quan đến chính tự ngộ trong đạo Cao Đài. Vì bởi trong các bài kinh cửu có nói về sự dục tấn của chân hồn qua chính tầng trời. Mỗi tầng trời là mỗi lần khảo vợ của các đấng thiên liêng. Chính bài kinh cửu là của cửu vị nữ Phật ban cho là chính lần cứu rồi. Mỗi tầng cửu cúng lễ có dân sớ cầu sinh là sự cầu sinh của các đẳng linh hồn. Liệu rằng ta hiểu như vậy có quá mơ hồ không? Nếu không mơ hồ thì lấy gì làm bằng chứng? Đức Hộ Pháp có nói muốn vào cung đạo tức là muốn đoạt đạo hai thọ truyền của pháp thì phải qua chính bậc cửu trùng đài, tức là cửu trùng thiên hai chính tầng trời vậy. Trong các bài kinh cúng tiểu tường và đại tường có nói về việc chân hồn thoát xác về chính tầng trời. Mỗi một tuần cửu có đông đủ đồng đạo và giáo quyến người quá giảng dân sớ cầu sinh, đó là sự cầu sinh của các đẳng linh hồn. Đó là suy luận về việc vô hình, còn việc hữu vi thì sao? Nhân loại ngày nay chịu ảnh hưởng của văn minh khoa học áp dụng triệt để phép duy vật kiến chứng, nên việc gì thấy đặng rờ đặng mới tin. Vì vậy mà bổ pháp thầy hứa truyền cho ta, thầy đã truyền tại thế, đó là phép hành lễ tang theo phép đạo, có tụng các bài kinh cầu hồn, kinh đã chết, kinh tận liệm, vân vân, cho đến kinh các tường cửu, tiểu tường và đại tường theo nghi thức đủ kinh. Đó là một phép báo thầy đã ban cho Cao Đài, và từ trước đến giờ chưa có nền tôn giáo nào hưởng cái học ân ấy. Thực hành lễ tang đủ kinh là một đặc ân dành cho người tín đồ giữ tròn chay lạc, trọn tùng chánh pháp. Các bài kinh trên đạo Cao Đài gọi là kinh tận độ vong linh. Ta thử bàn xem như vậy có phải là được thọ truyền của pháp hay không? Mục đích của người theo đạo là muốn tìm sự giải thoát mà đã được Đức Chí Tôn tận độ, tức là đã đạt được ý nguyện, tức được truyền bổ pháp còn gì. Đức Chí Tôn ban đặt thân ấy cho những đứa con biết lời thầy là chân thật và trọn tin nơi ngài. Còn những người không trọn tin thì sao? Những kẻ không giữ lời minh thể buổi đầu hoặc chưa nhập môn, tức là không được truyền bổ pháp, không được hành lễ tang theo phép đủ kinh, mà hành lễ theo nghi bản tiến hay thế đạo. Phải chăng lời cảnh tỉnh ăn năn sám hối tội tình sẽ câu minh thể gửi mình cõi thăng ở trong kinh cầu hồn là lời nhắc nhở cho người trần thế? Đạo Gia Tô có hình phạt đối với các tín đồ phạm lỗi là rút phép thông công. Nghi thức bản tiến cũng là một hình thức rút phép thông công đạo Cao Đài vậy. Ta hiểu thế nào về hai chữ bản tiến? Trong kinh cầu siêu có đoạn như vậy: Đại Thánh Địa Tạng Dương Bồ Tát Bố Từ Bi Thế Bạc Vong Hồn, tức là sự cầu xin Đức Địa Tạng ban bố từ bi cứu giúp cho vong hồn siêu lạc. Chữ bạc cũng còn có nghĩa là siêu lạc. Tiến là cuộc hành trình, bạc tiến là cuộc hành trình siêu lạc, không định hướng, không người dẫn dắt. Ta còn nhớ trong kinh cầu hồn có đoạn: Diêu Trì Cung Sai Nàng Tiên Nữ Phép Lục Nương Nhìn Giữ Chân Hồn, Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhân Phương Linh Khai Mở Nẻo Lối Âm. Nẻo Lối Âm là đường về cực lạc. Người giữ đạo, giữ chai lạc thì được hướng dẫn về cực lạc. Người không trọn đạo hoặc không có đạo thì bơ vơ không người dẫn dắt. Đó là ý nghĩa của hai chữ bản tiếng về phần hữu vi. Còn về phần hữu hình, ta thử so sánh giữa hai đám tang, ta sẽ thấy một sự cách biệt về nghi thức hành lễ. Đến các tuần cửu cũng vậy. Nghi thức đủ kinh trong đàn cúng có đông, có dân tam hữu, có dân sớ cầu xin Đức Chí Tôn cùng các đấng ban ơn xá tội cho vong linh người quá giảng. Có nêu tánh danh, tuổi tác người, ngày nhập môn, ngày tạ thế của người chết, có tụng kinh khai cửu, kinh cửu và Di Lặc. Tụng cửu theo nghi bản tiến thì cúng thường không dân sớ, không khai cửu, chỉ tụng kinh cầu siêu mà thôi. Đây là sự phân biệt giữa hai đường siêu đọa. Như trong kinh cửu cửu có câu: Thưởng phong trực trị phân điều đỏ thăng. Một bên là sự ban ân quan lạc, một bên là nỗi dài dò, một niềm hạnh phúc vĩnh cửu và một nỗi rai rứt đau buồn không vui cho thân quyến người quy liễu khi mang bài vị người thân của mình đến thánh thất để cầu kinh theo nghi thức đủ kinh hay nghi bạc tiếng. Đó là sự trừng phạt tại thế gian để răn lòng và thức tỉnh những tín đồ chưa trọn đức tin.
không giữ gìn chai lạc hoặc không tin đạo thầy là con đường giải thoát mà biếm nhẽ chê bai. Việc cầu siêu tụng cửu, ý nghĩa của các bài kinh ra sao? Theo nghi thức tang lễ của cao đài, người tín đồ sau khi chết 9 ngày cúng một lần gọi là nhị cửu, tiếp 9 ngày nữa cúng một lần nữa gọi là nhị cửu, và tiếp tục như vậy cúng đủ 9 tuần gọi là cửu cửu. Sau cửu cửu 200 ngày cúng một tuần gọi là tiểu tường, và sau tiểu tường 300 ngày cúng một tuần gọi là đại tường, tức là mạng ta. Tất cả 11 lần cúng. Trong đạo cao đài, do cuộc ân xá của Đức Chí Tôn cho đóng địa ngục mở tình thiên, nên hồn người tín đồ quy liễu không còn xuống địa ngục mà được về chính tầng trời để xét công luận tội. Tại sao làm tuần cửu mà không làm tuần thất? Đây thuộc về bí pháp tận độ của Đức Chí Tôn. Ta chỉ biết con số 9 có liên quan nhiều đến đạo gia. Về thuật luyện đan của đạo lão, đó là phép ngũ chuyển công thành. Qua 9 lần chuyển thì đoạt đạo. Trời có 9 tầng gọi là cửu trùng thiên, con người có cửu khiếu. Trong 9 tầng cửu tất cả 81 ngày. Dịp này trùng hợp với chuyện Tây Du Ký, đoạn thầy trò Tam Tạng đến Tây Phương Tịnh Kinh. Xong, trở về Phật Quan Âm đếm tay tính lại Tam Tạng đã thọ 8. Vậy còn một nạn nữa mới đủ. Phật Quan Âm liền làm phép cho thầy trò Đường Tăng đang đặt chân liền rớt xuống sông. Kinh kể ước hết 81 ngày trong 9 tuần cũ của đạo Cao Đài, phải chăng ý nói rằng phải thọ đủ khổ nạn, giải hết quan nghiệt tội tình thì chân hồn mới đắc chân đạo đặng. Trở lại việc cầu sinh của các đẳng linh hồn, như ta biết mỗi khi trong ấp trong xã có tín đồ quy liễu thì đồng đạo hai tinh đến chia buồn, mà mục đích duy nhất là giữ buổi lễ cầu siêu. Ta thường thấy mỗi khi nghe tin có đám sát, các chị thường hay hỏi nhau mấy giờ cầu siêu. Việc này nghe qua thì cũng thông thường, nhưng nghĩ lại thì thật là quan trọng. Vì bởi chư tín đồ cao đài đã hiểu được cái bí yếu của cơ tận độ, mà chữ cầu sinh của các đẳng linh hồn là hệ trọng hơn hết. Đó là chữ cầu sinh lời tư mật của bác hồ, của vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Bác hồ tư mật ca quỳnh lão, vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Sự cứu rỗi hay được cứu rỗi không phải ở lời kinh cầu siêu, mà ở nơi sự thành khẩn của người cầu sinh. Ngày nay đệ tử khẩn nguyện chính thực trời đất thông truyền chứng tri, chứng tri cho lời nguyện xin cứu độ và ân xá tội tình cho người quá cố. Rồi đến các tuần cửu, tiểu tường và đại tường đồng đạo cũng họp lại cầu sinh. Về việc này nói một cách dễ hiểu như gia đình ta có đứa con phạm lỗi đáng bị trừng phạt, mà anh em xúm lại nài xin tha cho đứa phạm lỗi ấy. Xin một lần ta còn giận chưa tha, nhưng xin mười mấy lần thì ta có cầm lòng không? Lấy cái tâm phàm của ta rồi sánh với sự từ bi vô lượng của Đức Chí Tôn, ta mới thấy rằng chẳng những Ngài sẵn lòng cứu độ cho vong linh kẻ được Ngài xin ấy, mà người đứng ra xin cũng được Ngài đích phước gia ân. Như trong Thánh giáo Thầy có dạy như vậy: vào dòng huynh đệ khá thương nhau, một đức trỗi hơn một phẩm cao, quyết chí thiên đường men bước tới, phải nhiều máu thịt mới đồng bào. Đây đúng là thiên tùng nhân nguyện, mà cũng là lời thầy hứa tận độ cho nhân loại vậy. Người tín đồ cao đài phải hiểu biết sự cầu siêu tụng cửu là quan trọng và cần thiết. Đó là trách nhiệm phổ độ chúng sanh của mỗi tín đồ chúng ta. Đức Chí Tôn ban ân đại xá tận độ chúng sanh, nhưng chính chúng ta phải thực hiện công việc ấy, tức là phải tự độ mình và độ cho cả nhân loại. Về phần hữu hình, cả đến cõi vô hình, độ phần hồn tức là cầu xin Đức Chí Tôn xá tội cho vong linh thì đã bàn rồi. Còn độ phần xác là độ làm sao? Xác người chết chỉ có đem chôn mà thôi, chứ làm sao mà độ được. Nhưng ý muốn nói rằng chúng ta đến dự lễ cầu siêu hay tụng cửu thật đông, thì gia quyến người quá cố tất phải vui lòng, trọn tin nơi đạo. Mà đối với người không đạo cũng nhìn thấy được sự ưu ái, tương thân, lo lắng, chung cục của mỗi người cao đài với nhau, anh sẽ thấy được sự tốt đẹp cao quý của mối đạo mà chính nhập môn vào đạo. Một người biết đạo thì xã hội bớt một điều xấu xa, có phải là ta đã thực hành lời ngũ nguyện trong mỗi thời cúng hàng ngày. Muốn đại đạo hoằng khai thì phải phổ độ chúng sanh. Chúng sanh biết đạo thì thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình, kẻ nào mà làm được cho thiên hạ thái bình thì có công. Để có công thì được xá tội,
cái yếu lý của cao đài. Không cao thâm mà chỉ đại ta không kiếm hiểu. Như trong thế gian thầy có dạy, đạo cao thâm, cao bất cao, thâm bất thâm, cao khả xã, thâm khả điếu, cao thâm giảng sự tại nhân tâm, cao sâu cũng do tại lòng ta mà thôi. Tóm lại việc cầu xin cho đồng đạo được siêu thoát, ngoài ý nghĩa trên, việc làm này còn mang tính chất nhân bản, bất vụ lợi, là việc làm cao thượng nhân nghĩa, bác ái vị tha. Tiếp tục phần này, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của các bài kinh cũ và con đường tấn hóa của các đẳng linh hồn. Trở lại vấn đề chính tuần cũ, vì sao có chính tuần trời mà phải cúng 11 lễ cúng, tức là chính tuần cũ cộng một tuần tiểu tường và một tuần đại tường. Không phải mỗi lần tụng cửu là linh hồn lên một tầng trời. Xin kể về chính tầng trời chia ra như sau: cõi cực lạc niết bàn được chia làm ba cõi, tức là thượng giới, trung giới và hạ giới, hay còn gọi là cõi thiên tiên, nhân tiên và địa tiên. Cõi hạ giới chia làm ba tầng, tính từ thấp lên cao là tầng thanh thiên, quỳnh thiên, chính thiên. Cõi trung giới chia ba tầng là tầng kim thiên, hạo nhiên thiên và phi thường thiên. Cõi thượng giới chia ba tầng là tạo hóa thiên, hư vô thiên và hỗn nguyên thượng thiên. Hỗn nguyên là lúc trời đất còn mờ mịt, chưa phân định. Thượng thiên là cõi trời cao tột. Các vị Phật ở đây theo Di Lặc chân kinh là các vị Phật Brahma, Shiva, Krishna, tức là sự sáng tạo, sanh hóa và bảo tồn. Từng hỗn nguyên thiên có một cõi nữa gọi là hỗn nguyên thiên. Cõi hỗn nguyên thiên dưới quyền của Tây Phương giáo chủ Di Lặc Diêu Phật, năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệp chướng. Cõi này còn gọi là cõi Niết Bàn, tức là cõi Phật, cho nên ta thường nghe nói chín phương trời mười phương Phật là vậy. Không phải trời có chín phương mà Phật có mười phương, mà là chín phương trời cộng một phương Phật nữa là mười phương. Phương thứ mười tức là phương Phật. Cõi hỗn nguyên thiên nằm chung trong tình hỗn nguyên thiên, hỗn nguyên thượng thiên, như một cơ quan có trách nhiệm cầm quyền xoay chuyển càn khôn thế giới, phân chia các nguyên hội, hết thượng nguyên đến trung nguyên, hết trung nguyên đến hạ nguyên. Nay hạ nguyên gần mãn, Đức Di Lạc Vương chuyển lại thượng nguyên mở hội Long Hoa để tiến phong Phật vị. Trở lại vấn đề chính tuần cửu, theo ta thấy ý nghĩa của hai bài kinh Nhất Cửu và Nhị Cửu cho biết rằng trong hai tuần này chân hồn còn lẫn lộn ở cõi trần, chỉ đến tuần tam cửu mới bắt đầu nhập vào tầng trời thứ nhất, tức là tầng thanh thiên. Theo ý nghĩa của hai bài kinh Nhất Cửu và Nhị Cửu, ta thấy rằng chân hồn khi mới xuất ra khỏi xác còn nặng nề trong trường, còn chịu ảnh hưởng của sát phạm, nên khờ khảo, chưa định tĩnh, không nhớ đường về. Nên trong tuần Nhất Cửu và Nhị Cửu chỉ nhắc nhở cho chân hồn nhớ lại căn kiếp của mình, nhớ lại con đường về với Đức Chí Tôn. Như trong kinh Giải Quang có đoạn nói về việc này như vậy: phong trần quen thú cung âm, cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm phong đô. Phong trần là gió bụi trần ai vùi dập kiếp sống con người. Cung âm là những cung bậc âm thanh dịu ngọt làm mê mẩn mà quên mất đường về, để phải lạc lầm nơi cõi phong đô. Những linh hồn có đạo, có nhập môn được dẫn dắt về cực lạc, theo như đoạn kinh cầu hồn: Diêu trì cung sai nàng, tiên nữ phép lục nương dịch giữ chân hồn, Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân, phân linh khai mở nẻo đổi âm. Có nghĩa là Đức Lục Nương diêu trì cung giữ gìn cho chân hồn không để đi lạc xuống phong đô, và tiếp dẫn đạo nhân dùng phướng linh dẫn cho chân hồn về lối âm tự, tức là về cõi Phật. Chúng ta hãy đọc và tìm hiểu ý nghĩa của bài kinh Nhất Cửu: Dường ngạn quyển sanh hoa đã héo khôi, đã chịu rã tan, bãi dây quan nghiệp hết sạn, vận trần rửa sạch muôn ngàn đau thương. Đoạn kinh này nói về nguồn cội của kiếp sống con người. Theo giáo lý cao đài thì tại cung Diêu Trì có vườn ngạn quyển do Nhất Nương cai quản. Trong vườn toàn là hoa, mỗi bông hoa là một chân linh của con người. Khi hoa bổng mạng của người nào héo tàn thì người ấy đã chết. Khối hình hài đã chịu rã tan, theo kinh Phật có dạy rằng xác thân con người do tứ đại tạo thành, đó là đất, nước, gió, lửa. Xương thịt là đất, máu huyết là nước, hơi thở là gió, hơi nóng là lửa. Khi người chết thì xác thân tan rã lạnh giá, trả lại cho tứ đại. Xác thân con người được nhiều chất hợp thành nên gọi là khối hình hài. Vì việc này Thánh Ngôn Đức Chí Tôn cũng có dạy: phàm xác thân con người tuy mất phàm, coi thân hình như một chứ kỳ trung nơi bổn thân, giống là một khối chất chứa vàng vàng muôn muôn sanh dịch.
những sinh vật ấy cấu kết nhau mà thành khối. Vật ấy có tánh linh, vì chất nuôi nó cũng đều là sinh vật, tỉ như rau, cải, cây, trái, lúa, gạo, mọi vật đều có chất sanh. Làm chủ xác thân là linh hồn, có linh hồn xác thân mới biết cử động, suy nghĩ, làm đúng. Khi linh hồn rời bỏ xác thân thì con người phải chết, như kinh Tấn Liệm có nói: khối vật chất vô hồn, giết tử, đất biến thành tử thử nguy căn. Vậy linh hồn khi rời bỏ xác trần thì đi đâu? Đức Chí Tôn cũng có giải tiếp như vậy: thầy hỏi vậy chứ cái trí khôn của con người biết thương ghét vui buồn mà toàn trong nhân loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao các con? Linh hồn con người do Đức Chí Tôn ban cho là phần nghịch thiên, bất tiêu bất diệt, khi chung cuộc thì linh hồn phải trở về với Đức Chí Tôn. Cũng trong kinh Tấn Liệm lại cũng nhắc đến cái nguyên lý cấu tạo của tứ đại giả như sau: hồn trời quá trở về tiên cảnh, xác đất sanh đến lĩnh phục thọ. Thân xác con người là giả tạo nên, các kinh sách của đạo đều chỉ dẫn cho ta giác ngộ cái lẽ ấy. Chẳng hạn như hai câu liễm trước khách định có ghi: dạng sự giết vô nhục thể, thổ sanh hoàng đại thổ, thiên niên tự hữu linh hồn, thiên thứ phản hồi thiên. Mọi việc đều là không, xác thịt đất sanh về với đất, muôn năm hằng có linh hồn, trời phú trở về trời. Nhưng con người vì không hiểu cái lẽ đó nên cứ trao chuốt cho xác thân được êm ấm lụa là cao lương mỹ vị, lo cho nó suốt đời, khi chung cuộc rồi nó cũng bỏ ta. Còn cái theo ta vĩnh viễn là linh hồn của ta, khi mở mắt chào đời thì nó đã ở cùng ta, vậy mà suốt cuộc đời ít khi nào ta lo cho nó. Về việc này trong kinh Phật có kể một chuyện ngụ ngôn rất hay, đó là chuyện ba người vợ của ông trưởng giả. Ông trưởng giả giàu có ba bà vợ, một bà lớn, hai bà nhỏ. Ông thường nuông chiều hai bà nhỏ mà ít khi dòm ngó tới bà lớn. Một bà nhỏ thì ông thương lo cho lụa là gấp dốc vàng bạc, ăn uống no đủ, ngủ phê, ngày đêm lo lắng. Một bà thì đi đâu ông cũng đem theo với mình, nâng niu gìn giữ. Một hôm ông bị phạm phải tội chết, ông lo lắng đến tìm gặp bạn bè trước đây từng có giao thiệp ăn nhậu với nhau để nhờ chính tội cho ông, nhưng bạn bè từ chối không ai chịu giúp. Quá lo buồn, ông về than thở với bà vợ thứ ba thì bà này mới nói như vậy: tôi với ông đi đêm ngày gần gũi với nhau không rời nửa bước, nhưng nếu ông chết tôi sẽ đi theo người khác. Quá thất vọng, ông lại gặp bà thứ nhì thì bà này mới nói như vậy: tôi thọ ơn ông săn sóc no đủ sung sướng, nhưng nói ông đừng buồn, nếu ông chết tôi phải bỏ ông mà thôi. Ông trưởng giả ngán ngẩm cho thế thái nhân tình, ông chợt nhớ lại bà vợ lớn. Ông mới đem sự việc kể cho bà nghe thì bà vợ lớn mới nói như vậy: bình sanh ông không ngó ngàng gì đến tôi, nhưng tình nghĩa vợ chồng từ từ không thể bỏ nhau được, để tôi hết lòng chính tội cho ông, nếu không được thì tôi cùng chết với ông. Ông trưởng giả nghe mấy lời này thì ân hận vô cùng, cho đến cuối đời ông mới hiểu được cái tình nghĩa thì quá muộn. Chuyện kể như nói đùa, nhưng cái chân lý thật là hiển hiện. Bà vợ thứ ba của ông trưởng giả là tiền bạc của ta, tiền của lúc nào ta cũng quý trọng giữ gìn đem theo mình hàng bữa, nhưng khi ta chết có còn giữ được nó hay không, hay là nó sẽ đi qua tay người khác. Bà vợ thứ hai là thân xác ta, lúc nào cũng lo cho nó được sung sướng ấm no, mà đến khi ta chết nó có theo ta được không. Còn bà vợ lớn, ông trưởng giả, là linh hồn của chúng ta, nó ở với ta từ nhỏ đến suốt cuộc đời, nó vẫn gắn bó cùng ta đến khi ta chết. Chính nó là người tình nguyện theo ta, nó chung thủy như vậy mà ta có bao giờ lo cho nó đâu. Con người cứ mãi lo cho cái giả mà bỏ quên cái thật, lo cho cái thân xác phàm trần quên bỏ cái linh hồn thiêng liêng. Nếu người biết quý trọng linh hồn thì lúc nào cũng phải nghĩ tưởng tới việc đạo đức, gìn giữ lương tâm trong sạch, đừng nặng vật chất mà quên chữ thiện lương. Ta đi có hơi xa về vấn đề, giờ xin trở lại tiếp tục bài kinh Nhất Cửu. Bảy giây quan nghiệt hết rạng, bẩn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương. Con người sanh ra từ khi mở mắt chào đời đã bị trói buộc bởi bảy tình, đó là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, mừng giận thương ghét, buồn vui ham muốn. Thuận cảnh thì vui, nghịch thì buồn, vừa ý thì thương, không vừa thì ghét, được thì mừng, không được thì giận. Suốt cuộc đời ta luôn bị ràng trong dòng lẫn quẩn của bãi tình, không thoát ra đặng. Đạo dạy người tu tập thánh không không, tức là tự cởi bảy dây quan nghiệp để đắc đạo.
Kiếp sống là kiếp khổ, dù sang hèn nghèo giàu, ai ai cũng có cái nỗi khổ riêng của mình. Muôn ngàn cái khổ như lớp bụi thời gian cứ dùi lấp chất chồng cho kiếp sống. Chỉ đến khi chết bả dây quan niệm hay thất tình mới thôi rằng chết là được giải thoát, tẩy rửa bẩn trần trong kiếp sanh. Cũng về việc này mà trong kinh Giải Quang có đoạn nói: dây quan che chặt buộc mình, nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân. Tiếp tục bài kinh để nhất cửu: kìa thiên cảnh con đường dòi dõi ánh hồng, quân đương chói ngọc lầu, cung thiệp gắn bước cho mau thoát ba thành phẩm đứng đầu tám thiên. Thiên cảnh là cõi trời, con đường dòi dõi là nói sự quang minh sáng sủa. Hồng quân hay hồng quân lão tổ theo đạo giáo là vị đứng đầu chư tiên phật. Ánh hồng quân là quyền phép linh thiêng của Đức Chí Tôn. Ba thành phẩm là phẩm địa thần, nhân thần và thiên thần, là phẩm chót trong các đẳng cấp thiên liêng. Theo đạo giáo thì phẩm thần còn phải tránh nhậm nơi cõi trần để lo phần chăm sóc dạy dỗ cho nhân sanh, lo tu nhân tích đức. Đọc chuyện Phong Thần ta thấy ông Khương Thái Công hay là ông Khương Thượng dân lệnh Ngọc Hư Cung phong 365 vị thần để cai quản cõi trần. Theo pháp chánh truyền thì phẩm tín đồ là địa thần, chức diệt là nhân thần, để sanh là thiên thần, đó là ba thành phẩm. Tam thiên là tam thiên thế giới. Theo vũ trụ luận, Đức Chí Tôn có dạy như vậy: khắp chỗ càn khôn thế giới là vũ, cùng chỗ vũ kêu là trụ. Vũ có nghĩa là trùm cả bốn phương trên dưới, trụ có nghĩa là xưa qua nay lại. Cho nên trong chữ vũ trụ nó gồm cái nghĩa cả không gian và thời gian. Vũ trụ theo Cao Đài gồm có tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, thất thập nhị địa và tứ đại bộ châu. Trong các cảnh giới này chỉ có thất thập nhị địa là cõi trần, còn các cảnh khác là cảnh thành tiên, niết bàn, cực lạc. Thất thập nhị địa là 72 quả địa cầu có nhân loại. Chúng sanh tiến hóa từ địa cầu 72 lần lần tiến hóa lên đến đệ nhất cầu. Mỗi lần tiến hóa là mỗi lần các đẳng nhân hồn tiến lên một bậc, thông minh, sáng suốt, hình hài, thể chất cũng đẹp đẽ hơn. Địa cầu ta đang sống đây là địa cầu thứ 68. Luận về các bậc nhân loại trên các quả địa cầu, Đức Chí Tôn có dạy rằng bậc đế vương ở địa cầu 68 không bằng bậc thường nhân, tức là bậc chót của địa cầu 67. Con đường tiến hóa theo thất thập nhị địa tức là vẫn còn phải chịu trong vòng luân hồi sanh tử, cho dù có tiến đến đệ nhất cầu cũng vậy. Còn tam thiên thế giới là cõi thánh tiên, bất sanh bất diệt, nên câu kinh nói thoát ba thành phẩm đứng đầu tam thiên là ý nói thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi vào cõi thánh tiên. Khá tỉnh thức thiện duyên nhớ lại đoạn cho rồi, quảng trái bụi xanh đem mình nương bóng chi linh, định tâm chí thánh mới dịch nỗi xưa. Tiền duyên hay nhân duyên là những từ Phật pháp nói đến cái nguồn gốc phát sinh sự vật. Theo giáo lý Cao Đài thì từ lúc khai thiên lập địa, thượng đế đã chiết chân linh cho xuống trần trăm ức nguyên nhân, đó là thiện duyên, là giống người chất phát thuần lương của thời thượng cổ. Gia vô bế hộ lộ bất thập di, nhà ở không đóng cửa, người đi đường không lượm của rơi, đó là thời thánh đức. Nhưng lần lần các nguyên nhân bị thất tình, lục dục, cám dỗ, tập nhiễm thói xấu thanh hư của thế gian, gây nhiều tội lỗi, quên mất tiền duyên, phải bị đọa đày trong vòng thập ác lục hình, mãi trầm luân trong bể khổ mà quên mất cái linh căn linh tánh, quên mất nguồn gốc, tức là quên tiền duyên, hai nguyên nhân của mình. Câu kinh kêu gọi chân hồn nhớ lại căn chưa, nương bóng chí linh tức là tin tưởng cầu khẩn nơi quyền linh cứu độ của Đức Chí Tôn, định thần định trí trong sạch như bậc chí thánh thì mới giữ được ngôi vị khi xưa của mình. Cũng nhằm ý này nên kinh Giải Quang có đoạn nói: cứ nương bóng chí linh soi bước gọi mê độ tắm nước ma ha. Nương bóng chí linh là cầu xin sự che chở ban ơn của Đức Chí Tôn. Ma ha có nghĩa là sự sáng suốt giác ngộ, muốn bỏ bụi trần mê muội hãy dùng nước ma ha mà tắm rồi, tức là giác ngộ lẽ giả chân, đừng mê muội mà chịu đọa trần. Hồn đỉnh tỉnh đã vừa đỉnh tỉnh, phách anh linh nắc phải anh linh, quảng bao thập ác lục hình, giải thi thoát khổ diệt hình đỏ căng. Đoạn kinh này là lời kêu gọi nhắc nhở cho chân hồn nhớ lại tiền duyên mà nóng nã tìm đường trở về hồi xưa cảnh cũ. Hồn và phách trong đoạn kinh trên theo thánh giáo có dạy: chân hồn khi chuyển kiếp xuống trần mang theo trong thân thể tam hồn thất phách. Tam hồn gồm có chân hồn là điểm linh quang của Chí Tôn ban cho, sanh hồn là sự sống của con người, giác hồn là sự hiểu biết, cảm giác khi tiếp xúc của cơ thể với mọi vật. Khi con người chết thì bỏ lại sanh hồn và giác hồn, hay còn gọi là vía dại. Còn cái chân hồn
hay là ông bà ta còn gọi là cái hồn khôn, thì trở về với Đức Chí Tôn. Hồn định tịnh đã vừa định tịnh, tức là chân hồn, đã nhớ lại căn kiếp của mình. Phách hai thất phách là bảy lớp thể bao bọc chân hồn khi đi đầu thai qua bảy cõi hư linh. Phách anh linh nói là cơ màu nhiệm của sự cấu tạo nên hình thể con người. Thập ác lục hình là sự tội lỗi của con người tạo ra trong cõi thế. Giải thi tức là giải là từ bỏ, thi là hình hài. Giải thi thoát khổ là bỏ sát phạm thì hết khổ. Diệt hình là trừ hết tội lỗi, diệt hình đoạn căn là trừ dẹp mọi điều tội lỗi, chân hồn sẽ được trong sạch. Quảng bao thập ác lục hình, giải thi thoát khổ, diệt hình đoạn căn. Đến tuần vị cửu vẫn tiếp tục kêu gọi chân hồn định tịnh để trở về. Ta hãy tìm hiểu về ý nghĩa của bài kinh vị cửu. Tây dương mẫu dường đạo hướng chính chén trường, xin có lĩnh ngữ ban, tiệt học đã dọn sẵn sàng, chân thần cả đến nỗi hàng chữ linh. Dường đạo Tây dương mẫu là đào tiên, là bảo vật. Theo truyện Tây Du thì đào tiên ai ăn vào sẽ được đường chánh phật tử. Dường đạo hướng chính ý nói là chân linh đắc đạo được một phép đường chính. Ngữ ban là lệnh vua ban, ý nói là được Đức Chí Tôn ra lệnh tiếp rước chân thần. Dọn tiệc đãi đằng có đào tiên và rượu trường chính, để chân hồn đến gặp gỡ thanh tộc họ hàng thiên liên của mình. Đã thấy đủ thiên định quyền phép, cõi giác thân lên đạp ngân kiều, đấu tinh chiếu thấu quân tiêu kim quang, kiểu đỡ đến triều ngọc thư. Giác thân hai lý trí, giác đoán của con người. Giác thân là hình thể trung gian giữa phàm thân và chân thân, cũng như tinh khí thần vậy. Tinh tạo ra phàm thân, khí tạo ra giác thân hay giác hồn, thần tạo ra chân thân hay chân hồn. Chân thân là phần linh thiêng do Đức Chí Tôn ban cho, giác thân do khí sanh quang hiệp với phàm thân mà tạo thành. Thánh Ngôn Thầy có dạy đoạn này như vậy: mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai xác thân, một phàm và một thiên liêng, mà cái thiên liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng. Cái xác vô hình quyền diệu thiên liêng ấy do nơi tinh khí thần mà luyện thành, nó nhẹ nhàng hơn không khí. Khi nơi xác phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của xác phàm như cung lập, nó vẫn là chất, tức là hiệp với khí thiên thiên, mà trong khí thiên thiên thì hẳn có điểm quang. Cái chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mà ra khỏi ngoài càng không đặng. Đến nhị cửu, linh hồn còn lãnh lộn trong cõi hậu thiên nên muốn nhập vào cõi thiên thiên phải cởi bỏ cái giác thân, còn lại chân thân thì mới nhẹ nhàng hiệp với khí thiên thiên mà lên đạp thân kiều. Đoạn kinh trên nhắc cho chân hồn các tự như ngân kiều, đấu tinh, kim quang là những phương tiện Phật pháp màu nhiệm để đưa chân hồn về Ngọc Hư Cung triệu kiếm Đức Chí Tôn. Khi trong trẻo như băng tuyết, thần im điềm dường nét điều quang, xa chừng thế giới địa hoàng, cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng. Xin nhắc lại đến kỳ nhị cửu, chân hồn còn lẫn lộn nơi cõi trần hay còn gọi là thế giới địa hoàng, cho nên hai bài dứt cửu và nhị cửu nhằm nhắc nhở lại cảnh tiên khi xưa, kêu chân thần cởi bỏ bảy giây quan nghiệp, rửa sạch bận trần quan trái, giải thi thoát khổ, diệt hình đoạn căn, là ý nói hãy từ bỏ xa lánh thân xác phạm trần. Bài nhị cửu nhắc cho chân hồn nhớ lại cha mẹ và thánh tộc thiên liêng đang chờ đón. Đức Chí Tôn đã ban lệnh mở tiệm đón rước sẵn sàng để chân hồn như kẻ đi xa chợt lúc nào đó nhớ lại quê hương, nhớ cha nhớ mẹ mà nôn nóng trở về, không còn quyến luyến cõi trần. Khi trong trẻo dường như băng tuyết, thần im điềm dường nét thiệu quán, đó là ý nói chân hồn đã bỏ hết phàm tục, bỏ giác thân, chuẩn bị sẵn sàng để hội nhập vào hư vô chữ khí với sự tin tưởng vững vàng để đi lên cõi thánh thiên. Nơi đây mới thực sự là đi vào cửu trùng thiên, là đến kỳ đệ tam cửu hồn mới bắt đầu đi lên tầng trời thứ nhất mà thôi. Để rõ thêm ý nghĩa của hai bài kinh nhất cửu và nhị cửu, ta nên đọc và tìm hiểu thêm ý nghĩa của bài kinh khai cửu: đã qua chính trời đến dĩ thần đẳng an, tinh khí cũng an, tầng trời gắn bước lên thang, trong mây nhìn lại cảnh nhạc buổi xưa. Đoạn kinh này là lời nhắc nhở cho chân hồn nhớ lại cảnh xưa mà quyết chí trở về. Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi, quên trần ai mong mỏi đồng trào, có chi khổ ải sống sao, đoạn tình tiện dục đắng vào cõi thiên. Đoạn này nhằm nhắc nhở cho chân hồn không nên quyến luyến cõi trần ai là nơi thảm khổ, là biển khổ sông mê, mà hãy mong mỏi trở về chốn động đào cõi thiên. Giọt lũy của cửu quyền dầu đổ chớ đau lòng, thuận nở trầm lưng,
năm cây quẩy kiếm gươm thần, dứt tan sự thế nở trần. Từ đấy giọt lý của Cửu Quyền ý nói là sự tiếc yêu thương khóc lóc của con cháu người quá cố. Thuận là bằng lòng, thuận nở trầm luân là chịu kiếp luân hồi. Thuận cũng có nghĩa là giáng xuống theo phép luyện đạo của đạo lão, nếu nghịch chuyển là thăng lên. Giọt lý của Cửu Quyền dầu đổ chớ đau lòng, thuận nở trầm luân là ý nói đau lòng vì sự nhớ thương của con cháu mà chịu kiếp luân hồi. Quẩy kiếm ở đây là nói đến cái nghị lực và sự sáng suốt của chân hồn, hay là sự giác ngộ tuyệt đối, hiểu rõ lẽ giả chân để cương quyết chặt đứt cái quan trái nợ trần. Vì việc này trong kinh cầu thổ vũ quy liễu cũng có câu: dân gươm quẩy kiếm trinh cầm, chặt lìa trái chủ đẳng tầm mỗi thiên. Đó cũng là lời khuyên nhủ chân hồn không nên bình rình cõi trần. Tóm lại, bài kinh khai cửu là đoạn nhập đề cho con đường cửu thiên chuyển hóa, còn bài nhất cửu và nhị cửu là đoạn thừa đề và phá đề vậy. Khi nãy ta đang bàn ý nghĩa của hai bài kinh nhất cửu và nhị cửu, giờ đến bài kinh đệ tam cửu. Đây là bước đầu của con đường cửu thiên khai hóa, cũng là tịnh trời thứ nhất là tịnh thanh thiên. Bài kinh tam cửu: cõi thanh thiên lên miệng bồng đảo, động thiên thai bãi lão đón đường. Cam lộ rưới giọt nhịn dương, thất tình lục dục như giường tiêu tan. Cõi thanh thiên là cõi trời trong sạch nhẹ nhàng thanh khiết. Lên miệng bồng đảo là đảo nổi. Khoa học gọi cảnh này là dùng phi vật lực, tức là không còn bị sức hút lực hấp dẫn của trái đất. Mọi vật đều bị mất trọng lượng, cho nên đảo mới nổi. Các phi thuyền không gian có đi vào vùng này, nhưng vì mắt phàm nên không nhìn thấy được cảnh bồng lai. Cõi thanh thiên có động thiên thai là nơi ngự của bãi ông hiền, là Kế Khang, Nguyễn Tích, Sơn Đào, Hương Lữ, Lưu Linh, Nguyễn Bình và Dương Nhan. Chân hồn đến cõi này được bảy lão vui mừng đón tiếp, dùng nhành dương rưới nước cam lồ cho chân hồn trong sạch, hết bụi trần tiêu tan thất tình lục dục. Chúng ta nên nhớ là chân hồn khi thoát xác vì bị ảnh hưởng của xác phạm, cho nên khờ khảo trọng trượt. Qua kỳ nhất cửu và nhị cửu đã kêu gọi chân hồn định tĩnh nhưng vẫn còn trượt khí, nên đến động thiên thai được thất hiện tẩy bớt trượt trần để được nhẹ nhàng mà lên tầng trời cao hơn. Cung đậu tốt nhạc quan tiếng nhạc để lĩnh bài cách hạt đưa linh, tiêu thiều lắp tiếng dục tình bờ dương bóng phùng đưa mình đến thân. Tiếp đó được lĩnh cung đậu tốt cho thiên hạt chở chân thần đến cung như ý. Có tiêu thiều trỗi khúc thanh tao làm cho chân hồn quên chuyện trần tục dứt lòng ham muốn. Bờ dương bóng phùng ý nói là cảnh siêu thoát u nhàn của cõi thành tiên. Cung như ý lão quân tiếp khách hội thanh minh giao sách trường xuân. Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn, chân hồn khoái lạc lên đàn dòng thiên. Tại cung như ý, chân hồn được đức lão quân đón tiếp như khách ở phương xa. Có hội thánh minh giao cho chân hồn sách trường xuân. Trên đường tấn hóa, chân hồn về đến cõi thanh thiên như một trạm tiếp tân. Chữ như ý có nghĩa là hài lòng, vui lòng. Hội thánh minh là phái đoàn tiếp rước giảng dạy cho chân hồn biết trước những tầng trời sắp sửa đi qua. Với nhiều cung nhiều điện, chữ minh còn có nghĩa là giảng giải trình bày. Sau đó giao cho chân hồn cuốn sách trường xuân. Trường là lâu dài, dình cửu xuân là trẻ trung. Đến biết không? Mọi người thấy con đường tiến lên hàng sống. Sách trường xuân là sách chỉ dẫn về các tầng trời cao siêu quyền diệu, cõi cực lạc niết bàn. Xem sách trường xuân được viết sự linh diệu của các tầng trời, chân hồn cảm thấy vui sướng vô cùng, mong muốn trở về gặp Đức Chí Tôn. Do câu chân hồn khoái lạc lên đàn giọng thiên. Trong kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca có giảng giải cho ông Xá Lợi Phất về các tầng trời như sau: cõi cực lạc có ao vàng thềm bạc, bông mạng đà la rơi xuống như mưa. Có bảy hàng cây báo, bảy lớp lưới báo, cây lá rung rinh hòa nhạc. Thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, di diệu linh khiết. Đoạn giảng này phù hợp với từng tam cửu, tứ cửu, ngũ cửu và lục cửu trong đạo Cao Đài. Vì như trong bài kinh tam cửu có câu: thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn, chân hồn khoái lạc lên đàn giọng thiên. Kinh tứ cửu từng quỳnh thiên cũng có đoạn: sắc quỳnh chiếu rơi vàng đường hạ, cõi quỳnh thiên nhẹ thoát chân tiên. Kinh ngũ cửu từng xích thiên: ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ, cõi xích thiên dội mở hải quan. Qua bài kinh lục cửu đến từng kim thiên cũng có đoạn: bạch y quang mở đường rước khách, cõi kim thiên nhẹ tách tiên xa. Như vậy ta mới thấy rằng giữa Phật giáo và Cao Đài có sự nhất quán về vũ trụ quan, cũng như kết luận về các tầng trời linh diệu.
Giờ trở lại, các tuần gỗ ta đã biết rằng chân hồn đã đến cõi thanh thiên là để tam gỗ. Tiếp tục tiến đến lên để tứ gỗ là tịch quỳnh thiên. Ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của bài kinh tứ gỗ. Sắc quỳnh chiếu roi vàng đường hạ cõi quỳnh thiên, nhẹ thoát trên tiên năm rồng đỡ nổi đầu thuyền, vào cung tuyệt khổ kiến quyền thiên quân. Ta có thể hiểu ý nghĩa của đoạn kinh này như sau: sắc quỳnh quang chiếu sáng ngời rực rỡ dẫn đường cho cánh hạ, chở chân hồn đến cung tuyệt khổ kiến diện đức quyền thiên quân. Nếu đọc không để ý, ta sẽ không thấy được sự chuyển mạch bất ngờ của đoạn kinh này. Vì bởi theo ý của hai câu đầu là sắc quỳnh quang chiếu sáng ngời cho cánh hạc chở chân hồn, hai câu sau nói là vào cung tuyệt khổ kiến diện đức quyền thiên quân. Nhưng hai câu đầu nói là đi hạ, hai câu sau nói là năm rồng đỡ nổi đầu thuyền. Phải chăng đoạn kinh này chứa đựng một sự bí ẩn mà chúng ta cần phải bàn xem để thấu đạt cái chân lý? Tuyệt khổ có nghĩa là dứt khổ, thoát khổ. Con người muốn tuyệt khổ thì phải thọ khổ và thắng khổ. Muốn thắng khổ thì phải vượt qua biển khổ. Biển khổ được ví như ở cõi trần của chúng ta. Đó là biển trần khổ đã vùi dập biết bao cách trần ai. Muốn thoát khổ tức là phải vượt qua biển khổ. Cuộc sống vì vậy mà được ví như là biển trần khổ. Cung tuyệt khổ dĩ nhiên là phải nằm cuối bờ khổ hải. Chân thần cởi hạc đến cung tuyệt khổ tức là phải bay qua khổ hải. Hiểu đến đây ta mới thấy rõ ý của đoạn kinh. Nếu luận theo chân pháp có thể hiểu như vậy: chân hồn về đến tầng quỳnh thiên chỉ mới là tầng trời thứ hai, do đó chân hồn còn mang nhiều trược khí. Nếu muốn bay qua khổ hải thì hồn phải trong sạch nhẹ nhàng mới vượt qua được. Con hạc ở đây còn có nghĩa là kỵ vật, vật cởi. Mà kỵ vật là hình ảnh của xác phàm chúng ta, cho nên không thể dùng hạc bay qua khổ hải được mà phải đi bằng thuyền. Điều ấy là thuyền Bát Nhã là phép Phật, lại có năm rồng đỡ nổi đầu thuyền. Đoạn này ta sẽ bàn sao. Trở lại ý nghĩa việc bỏ hạt đi thuyền, Đức Hộ Pháp có giảng về ý nghĩa của cầu đoạn trần. Hai đoạn trần kiều ở Trí Huệ Cung như sau: trên nóc nhà mát đoạn trần kiều có hình ảnh hai thầy trò của Tôn Dân Tử cởi bạch hạc từ hướng nam về Thiên Vị Động, bay ngang chợ Thiên Dương đến Trí Huệ Cung để yết kiến Đức Thượng Phụ Thiên Quân. Nhưng khi bay đến ngọn sông Văn thì bạch hạc bay không nổi nữa, bởi học trò Tôn Nhân Tử còn phạm tâm nên phải rớt xuống trở lại lâm phạm. Hình ảnh của thầy trò Tôn Nhân Tử cởi hạc là hình ảnh của tam thể xác thân con người. Tam thể xác thân là hình thể con người do tính cha quyết mẹ tạo thành là vật chất, do tứ đại hiệp thành nên hình hài là thú, còn gọi là kỷ vật hay là vật cởi như con hạc vậy. Đạo gia gọi là tinh, thuộc thể thứ nhất. Thể thứ hai là chân hồn hay trí não do Phật mẫu dùng khí sanh quang tạo thành, đó là hình ảnh của người học trò Tôn Nhân Tử hay thể khí. Thể thứ ba là chân linh, lương tâm do Đức Chí Tôn ban cho, ấy là Phật linh diệu bất tiêu bất diệt như ông Tôn Nhân Tử, hay còn gọi là thần. Muốn qua khổ hải hay đoạt đạo, con người tu phải có đủ tam thể quy nhất, ấy là hiệp tinh khí thần làm một. Nếu không kềm chế được sự ham muốn của xác thân hay để trí não bị u mê vì vật dục thì dầu cho chân linh có cao trọng như ông Tôn Nhân Tử cũng không thể đoạt thủ địa vị thiên liên đặng. Đó là tinh khí thần. Tinh khí không hiệp làm sao thần quần hư được. Chân hồn hay để nhị xác thân chỉ có một phần dương làm sao tránh khỏi xa đọa. Phải chịu rơi xuống biển khổ. Vì vậy mà chân hồn phải bỏ hạt để nhờ thuyền Bát Nhã đưa đến cung tuyệt khổ. Trở lại việc chân hồn bỏ hạt đi thuyền Bát Nhã đến cung tuyệt khổ. Năm rồng đỡ nổi đầu thuyền vào cung tuyệt khổ kiến quyền thiên quân. Thuyền Bát Nhã có năm rồng đưa chân hồn đến cung tuyệt khổ kiến diện đức quyền thiên quân. Ta đã hiểu lý do vì sao chân hồn phải bỏ hạt bên bờ biển khổ. Giờ hãy bàn xem tại sao thuyền Bát Nhã có năm rồng. Ta thường thấy hình ảnh chiếc thuyền Bát Nhã ở thế gian, đó là chiếc thuyền rồng. Rồng tượng trưng cho sự khương cường, quy dụng. Vì vậy mà các bậc đế vương vua chúa ngày xưa lấy rồng làm biểu tượng. Ở phương Tây còn ví rồng như sự khôn ngoan lanh lợi. Theo triết lý, ở Á Đông xem rồng là linh vật, là tú khí non sông. Nhưng thuyền Bát Nhã thường chỉ có một rồng là đủ. Nhưng ở đây thuyền lại có đến năm rồng. Ta biết rằng con số 5 có liên quan mật thiết đến vũ trụ, nhân sinh và triết lý của các tôn giáo.
Con người ngoại thể được chia ra ngũ quan là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nội thân được chia thành ngũ tạng là tâm can tỷ phế thận. Ngũ tạng được chép ứng với ngũ hành là tâm quả can mộc tỷ thổ phế kim thành thủy. Ngũ quan ứng với ngũ quận như nhãn sắc nhĩ thinh tỷ hương thiệt thị thân xúc. Đó là phần con người. Thế giới còn có ngũ châu là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, nay gọi là châu Đại Dương. Không gian chia làm năm phương là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương, gọi là ngũ phương ngũ thổ. Ngũ phương ứng với ngũ sắc là Đông phương Thanh Đế sắc xanh, Tây phương Bạch Đế sắc trắng, Nam phương Chính Đế sắc đỏ, Bắc phương Hắc Đế sắc đen, Trung ương Quỳnh Đế sắc vàng. Về phần tôn giáo, Phật giáo dạy người giữ ngũ giới cấm, Tiên giáo dạy gìn giữ ngũ hành, cũng ứng với ngũ quan ngũ tạng của con người. Nho giáo dạy giữ đạo ngũ thường và ngũ luân. Ta hiểu cặn kẽ về con số 5 như vậy, ta mới thấy rằng năm rồng trở thiền ở đây là có ý. Bởi vì rồng là sự quy dũng linh thiêng, năm rồng trở thiền là chỉ đến việc ngũ hành tương hiệp. Ngũ khí triều nguyên đó là thuật trường chính của đạo ra. Đoạn trước ta đã bàn việc chân hồn muốn qua khổ hải phải trong sạch, bỏ lại phàm tánh phàm thân, qua sự tích của thầy trò Tôn Nhân Tử với hình ảnh tam thể sắc thân. Đó là tam bửu đồng căn và năm rồng đỡ thiền, đó là ngũ hành quy nhất. Theo thuật ngữ của đạo gia ấy là phép tam qua thủ đảnh hay ngũ khí triều nguyên, tức là siêu phàm nhập thánh, là cách luyện quần hư để đạt đạo vậy. Đó là theo cái cách lý giải của đạo gia. Còn theo Phật pháp, ta có thể hiểu việc này như sau. Thiền Bát Nhã là phép Phật, rồng là sự quy dụng trí tuệ, dùng trí tuệ quy dũng để gìn giữ tam quy ngũ giới của Phật. Đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và nhất bất sát sanh, nhị bất du đạo, tam bất tà dâm, tứ bất tưởng dục cũng dụng ngữ. Hay là muốn tuyệt khổ, thoát khổ thì phải nương theo phép Phật, tức là thực hành quy trí dũng vậy. Ta đã bàn rõ về ý nghĩa đoạn kinh trên, vậy tiếp tục xin tìm hiểu xem chân hồn đến cung tuyệt khổ rồi ra sao. Trừ quái khí roi thật, chớp nhán bộ lôi công giải tán trượt qua, cửa lầu bát quái chung ngang, quả tinh tam mũi thiêu tàn quan gia. Đây là cửa ải nặng nề đối với các chân hồn còn nhiều trượt khí. Khi kiến diện Đức Quyền Thiên Quân thì ông rút roi thành điện đánh cho mấy roi nhán lửa. Bộ lôi công dùng xét đánh cho tan quái khí trượt quan để chân hồn được trong sạch nhẹ nhàng và đi lên các tầng trời cao hơn. Chân hồn những người ăn thịt cá còn nhiều trượt khí phải chịu nặng đòn mới giải tán trượt quan đặc. Đức Chí Tôn có giải về đoạn này như sau. Nó, tức là chân hồn của chúng ta, vẫn là khí chất tức hiệp chứ không khí thiên thiên, mà trong khí thiên thiên hẳn có điểm quan. Các chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mà ra khỏi ngoài càn khôn đặc. Nó phải có bổn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật, xuất thánh tiên Phật đặc. Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết. Như các con ăn mặn mà luyện đạo đuổi có ấn chứng làm sao giải tán cho đặt. Còn như rủi bị quờn thì đến khi đắc đạo cái trượt khí ấy vẫn còn, mà trượt khí lại là vật tiếp điểm thì chưa ra khỏi lặng không khí được khí xét đánh tiêu diệt. Còn nếu biết khôn ẩn núp tại thế làm một nhân tiên thì kiếp rõ ràng vẫn còn chưa mang. Các linh hồn không trọn tu đi đến cõi này tiểu sức không xong, đành phải quay lại chịu kiếp luân hồi. Như đoạn thánh giáo trên, những chân hồn tinh tấn trong sạch đầy đủ công nghiệp phải chung ngang lầu bát quái nhờ lửa tam mũi thiêu hết quan gia. Cửa lầu bát quái chung ngang quả tinh tam mũi thiêu tàn quan gia. Ai có thân nhân quy liễu đến kỳ tứ cửu gia quyến phải trai giới để hết tâm cầu xin Đức Chí Tôn cứu độ cho vong linh của người thân của mình được nhẹ nhàng. Giảng về cửa lầu bát quái được một pháp có dạy. Cánh cửa lầu bát quái này là một chữ dạng to lớn quay tích như trong trống, chỉ thấy hào quang phát ra sáng lòa, không có chỗ nào qua được. Có nhiều chân hồn qua không được phải ngồi chờ 500-700 năm. Đến chừng có một vị tiên hay một vị Phật nào đi qua cánh cửa lầu bát quái ngừng quay, các chân hồn thừa dịp chạy càng qua được. Các chân hồn ngồi chờ bên ngoài lầu bát quái theo con đường thiên liên hàng sống Đức Hộ Pháp gọi là nơi cực lạc môn ngoại. Các chân hồn ở đây đủ hết các thành phần hòa thượng, giáo sĩ, đạo sĩ đều là những bậc chân tu. Nhưng vì chân pháp bị thất truyền nên cửa cực lạc bế lại phải ngồi chờ 500-700 năm. Theo thánh giáo Đức Thích Ca có nói là tu hữu công nhưng thành thì bất thành.
không có công mà thưởng chưa hề có thưởng. Hãy chờ đến khi tam kỳ phổ độ thiên địa hoằng khai, nơi cực lạc và ngọc hư cung mà chiếu truyền chiếu rỡ chúng sanh, là kỳ đại xá các chân hồn mới qua lầu bát quái đẳng. Các chân hồn có đạo cao đài là môn đệ Đức Chí Tôn thực hành đúng theo chân pháp của ngài, thì khi đến cõi này được tiếp dẫn đạo nhân dùng phấn linh khai mở lối về lầu âm tự, tức là mở đường để qua lầu bát quái vậy. Đạp Thái Sơn nhảy qua đẩu xuất vĩnh kim câu, đến trực thiên môn chân thần đã nhập càn khôn thâu huyền đổ thế bảo tồn chúng sanh. Khi chung ngang lầu bát quái, chân hồn đã được lửa tam muội thiêu hết quan trái kiếp sanh nên hoàn toàn tinh khiết, đồng tánh với càn khôn, hay là đã nhập càn khôn vũ trụ. Ai nói là đã đạt được thánh thể. Chân hồn vĩnh kim câu đến thiên môn, tức là cửa trời. Các chân hồn qua được từng quỳnh thiên, tức là được nhập vào thiên môn, từ đây về sau không còn bị thử thách thông dong, tiến bước đi tiếp lên từng trời thứ ba là từng chích thiên. Câu kinh Đạp Thái Sơn nhảy qua đẩu xuất ý nói là chân hồn được hoàn toàn nhẹ nhàng, có thể đi bất cứ nơi đâu, nhẹ đến nỗi có thể như từ núi Thái Sơn nhảy một cái đến cõi trời đẩu xuất, không còn phải nhờ hạt hai kỹ vật gì để cởi. Ta tiếp tục bàn đến bài kinh Ngũ Cửu. Đến Ngũ Cửu, chân hồn lên cõi chư thiên, tức là tầng trời thứ ba. Kinh Ngũ Cửu. Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ, cõi chư thiên dội mở hải quan. Thiên quân diêu động lên phan, cả miệng thánh dứt nhộn nhạc tiếp kinh. Cõi chư thiên ánh hồng quang chiếu sáng lòa rực rỡ, chân hồn đã đến cửa thiên môn. Các vị thiên quân coi giữ cổng trời dùng linh phan là cây phương linh, như cây cờ hiệu, để đón mừng chân hồn và báo tin cho cả thân tộc tông đường thiên liên mừng vui ra đón rước người thân trở về. Đài chiếu giám cảnh minh nhẹ bước xem rõ ràng tội phước căn sinh, lần vào cung ngọc diệt hình khai kinh vô tử đặng nhìn quả diêm. Chân hồn bước lên đài chiếu giám có tấm gương báo sáng ngời, cảnh là tấm gương hay tấm kiếm, minh là sáng, cảnh minh là tấm gương sáng. Hồn đứng trước gương để xem lại tội phước của mình, cả hành tàng trong kiếp sanh lần lượt hiện ra như ta xem truyền hình vậy. Do đó dầu việc làm ở thế gian có phước lấp thế nào, khi soi trước gương đài chiếu giám đều thể hiện lên rõ ràng, không thể nào chối cãi rằng. Về đoạn này trong bài giảng Con Đường Thiên Liên Hằng Sống, Đức Hộ Pháp có dạy: cái án cái tội vô hình chính nó đã có nơi pháp thân của con người, tất nhiên nó ở trong tay của chân thần chúng ta ghi chép. Nếu chúng ta muốn chối tội thì chối sao đặng. Các tội tình đều đưa ra trước mặt từ tiểu hồi, tức là giác hồn. Sanh tử biết bao nhiêu kiếp sanh mới đạt đến đại hồn. Cả cái sanh hoạt, cả cái liên quan, cả cái căn bản, cả cái quả kiếp, bất kỳ cái gì thì trong quyển Vô Tự Kinh đều có ghi chép. Chính ta định cho ta mà chối sao đặng, sợ hay chăng là do điều đó vậy? Tòa ở thế gian này khi định án còn có trạng sư bào chữa, còn nơi đó không có ai bào chữa. Cái bí mật vô đối cầm quyền cả càn khôn thế giới là như vậy. Người ta để cho mình làm tòa tự xử mình, nếu cãi qua đặng là qua chân thật sao? Nhân dịp này xin nhắc nhở quý chư hiền nam nữ nên ráng giữ mình, trao sửa tánh hạnh hàng ngày, gìn giữ đạo đức, chớ xem thường và phạm điều lầm lỗi. Chúng ta hãy soi tội phước của mình ngay từ bây giờ bằng cách mỗi tối trước khi ngủ hãy tự kiểm điểm việc làm trong ngày của mình, điều gì sai thì cố gắng sửa đổi, những gì tốt thì ráng phát huy thêm. Có như vậy mới khỏi hối tiếc sau này, khi chân hồn đứng trước gương đài chiếu giám, chừng ấy mới biết ăn năn thì việc đã muộn màng. Trở lại việc chân hồn soi tội phước xong đến cung ngọc diệt hình. Diệt là tiêu trừ, xóa bỏ, hình là hình phạt hay là đổi thống khổ của nhân loại. Diệt hình nghĩa là xóa bỏ các hình phạt hay tiêu trừ các điều phiền não. Cung ngọc diệt hình là nơi phán quyết thiên liêng cũng như tòa án ở thế gian vậy. Sự phán quyết ở đây không phải do quan tòa mà do lương tâm ta, không lời nói, tức là Vô Tự Kinh. Hồn xem Vô Tự Kinh để nhìn thấy quả duyên của mình. Kinh Vô Tự là kinh không chữ hay còn gọi là thiên thơ. Khi ở đài chiếu giám xem rõ tội phước của mình thì mình đã định tội phước cho mình rồi vậy. Mình định như thế nào thì khi dở Vô Tự Kinh sẽ nhìn thấy quả duyên như thế ấy. Vô tự còn có nghĩa là không lời, tức là tự hiểu lấy mình. Nhìn quả duyên, ở đoạn kinh đệ nhất cửu ta đã bàn về từ tiền duyên, tức là căn xưa, hay là duyên trước. Đó là nguyên nhân của kiếp sống con người. Tiền duyên của ta do Đức Chí Tôn ban cho, tức là điểm chân linh của con người. Giờ ta hãy bàn đến từ quả duyên. Trong kinh Giải Quang,
có đoạn: khối trái chủ nhẫn lo dai trả mới gầy nên nhân quả nở đời. Nhân là cái hạt, quả là trái. Có gieo hạt xuống đất, cây mới sinh ra trái, rồi trái già lại sinh ra hạt. Cứ như thế mà xoay dần trong cái vòng tròn khép kín. Con người vì mãi lo dai trả mới tạo nên nhân quả nở đời. Cho nên rảnh mình đâu đặng thảnh thơi thiên cung lỡ bước chơi vơi cõi trần. Cho nên chữ quả duyên ý nghĩa cũng gần giống như chữ nhân duyên. Nhưng nhân duyên là sự gieo hạt, còn quả duyên là lúc hưởng trái. Khai kinh vô tử đặng nhìn quả duyên, tức là nhìn lại cái thành quả do công nghiệp ở kiếp sanh con người tạo nên. Đắc văn sách thông thiên đỉnh địa phép quyền công trụ nghĩa hóa thân. Kỷ kim quang kiến lão quân giữa xe như ý quay thần điện thăng. Các chân hồn có tu lập được nhiều công đức được định vị cao thăng như thí sinh trúng tuyển, tức là đắc văn sách. Từ đây chân hồn đạt lý quyền di thông thiên định địa, biến hóa linh diệu như tề thiên đại thánh, có phép quyền công. Chân hồn cởi kim quang đến diễn kiến đức thái thượng lão quân nhờ xe như ý của ngài, đưa tiếp lên từng trời thứ tư. Đến từng lục cửu là đến từng kim thiên từng trời thứ tư. Kinh đệ lục cửu: bạch y quang mở đường rước khách cõi kim thiên, nhẽ tách tiên xa vào cung giảng pháp xem qua cho tường cửu nghiệp mấy tòa thiên nhiên. Cõi kim thiên toàn một sắc trắng tinh khôi, các vị thần tiên ở đây mặc thiên phục trắng. Chân hồn rời xe như ý là tách tiên xa, được các vị đón tiếp vui mừng, sau đó đưa chân hồn vào cung giảng pháp. Giảng pháp có nghĩa là pháp môn quyền diệu vô cùng. Hồn đến đây để xem qua cửu nghiệp. Cửu nghiệp có nghĩa là nghiệp cũ hay công quả do nhiều kiếp trước. Các chân hồn xuống thế lập công, mỗi kiếp được bao nhiêu công đều hiện tượng ở cung giảng pháp. Tỷ như người đi làm ăn phương xa gửi tiền cho ngân hàng giữ vậy. Mỗi chuyến buôn bán lời được ít nhiều thì gửi vào. Nhiều chuyến gom góp lại thành số vốn lớn để tạo cơ nghiệp. Đó là nói chuyện thế gian, còn trên đường lập nghiệp của các đẳng chân hồn. Mỗi kiếp sanh xuống thế lập được bao nhiêu công quả, nhiều kiếp tích trữ lại thành tòa hay khối. Tòa thiên nhiên là tổng kết công quả nhiều kiếp góp lại thành tòa. Như Đức Khổng Tử có 95 kiếp luân hồi, cho nên tòa cửu nghiệp của ngài rất lớn. Cung lập khuyết tìm duyên định ngữ, lãnh kim sa đẳng giữ Như Lai. Minh Vương khổng tước cao bay, đem chân thần đến tận đại quế hương. Mùi ngào ngạt thơm luôn thánh thể, trừ tiêu tàn ô quế sinh quang. Thiên thiệu trổi tiếng nhạc vang, đưa linh thẳng đến niết bàn mới thôi. Khi xem xong cửu nghiệp, chân thần đến cung lập khuyết. Khuyết là cửa, lập khuyết là cửa lập dị hay định dị. Tìm duyên định ngữ, tìm duyên như đã bàn ở đoạn kinh ngũ cửu. Ở câu khai kinh vô tử đặng nhìn quả duyên. Quả duyên là công nghiệp tạo được trong kiếp sanh. Tìm duyên định, tìm duyên là sự đánh giá của mình ở nơi công nghiệp nhiều hay ít để mà định vị. Định ngữ tức là chọn chỗ ngồi cho mình, định là sự xem xét chọn lựa, ngữ là chỗ ngồi. Tìm duyên định ngữ nghĩa là tự mình xem xét công nghiệp của mình mà định phẩm vị cho mình, như trong kinh Phật Mẫu có câu: chuyển luân định phẩm cao thăng, hư vô bát quái trị thần quý nguyên. Sau khi đã định vị cho mình, chân hồn được lãnh kim sa, đó là của pháp Phật ban cho để giữ vào hàng Phật Như Lai. Như Lai có nghĩa là linh diệu bất biến, giữ Như Lai hay là được nhập vào thánh thể thiêng liêng. Chân hồn được Khổng Tước Minh Vương chở đến đài Quế Hương để song hương khử trược cho thánh thể được tinh khiết thơm tho, được khí sinh quang làm cho tiêu tan ô uế, trừ tiêu tàn ô uế sinh quang. Trên đường về cõi niết bàn, chân thần được các thánh trổ nhạc tiễn đưa, khung cảnh thật khoan khoái vui vẻ. Đưa chân thần lên từng trời hảo nhiên thiên, là từng trời thứ năm, là tiếp đến kỳ đệ thất cửu. Kinh đệ thất cửu: nhẹ phơ phới dồi vào không khí, hảo nhiên thiên đã chí môn quan. Đẹp xinh cảnh vật rồi ngàn hào quang, chiếu diệu khai đàn thẳng thiên. Cõi hảo nhiên thiên không khí trong sạch nhẹ nhàng, cảnh vật xinh tươi lạ mắt. Cỏ cây hoa lá mọi vật đều tỏ sáng hào quang tiếp đón chân thần. Cung trưởng pháp xây quyền tạo hóa, kiếm chuẩn đề thạch đá giải thi. Già lam nhật nẻo tây quy, kim trung mở lối kiếp kỳ kỳ sen. Chân thần đến cung trưởng pháp yết kiến đức chuẩn đề Bồ Tát, đấng thay mặt chí tôn xây quyền tạo hóa.
được chuẩn đề cho Phật Già Lam dẫn chân thần về Tây Phương. Tiếng chuông ngân nga mở lối đưa tiễn cho chân thần về Tây Phương cho kịp kỳ định vị là kỷ sen. Kỷ có nghĩa là cởi, sen là tòa sen hay liên đài, kỷ sen là cử tòa sen hay là được đắc quả Phật gì. Động phổ hiện thần tiên hội hiệp, giới kim cô đưa tiếp linh quang. Im liệm kìa cõi niết bàn, lối âm trống thúc lên đàn thượng tiêu. Trên đường về Tây Phương, chân thần ghé qua động phổ hiện, được các vị Phật tiên mở hội đón tiếp. Tại đây chân thần được các vị dùng điển lành trợ duyên theo ý của câu kinh, dở kim cô đưa tiếp linh quan. Kim cô theo truyện Tây Du là phép báo của Phật Quan Âm, dùng để kềm thúc cái tánh ngông cuồng của Tề Thiên. Kim cô ở kinh Đại Thất Cửu cũng có nghĩa là cõi bỏ những ràng buộc cho chân thần. Như người tín đồ Cao Đài buộc phải giữ tân luật pháp chánh truyền của giới cấm tứ đại điều quy, ấy cũng là một dòng kim cô để gìn giữ cho người tín đồ khỏi sai lạc. Nhưng đến khi đã đắc đạo rồi thì những ràng buộc ấy không còn cần thiết nữa, bởi chân thần đã hòa nhập càn khôn, đạt được thánh thể, vũ bỏ thất tình lục dục cũng như Tề Thiên Đại Thánh. Khi về đến lối âm tự, dòng kim cô tự nhiên biến mất. Cõi niết bàn im liềm thanh tịnh văng vẳng, tiếng trống lôi âm dục thúc chân thần tiến bước lên tầng trời thứ sáu là tầng phi tưởng thiên, đến kỳ để bát cửu. Tầng hảo nhiên thiên do Đức Phật Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát trưởng quản, có 11 vị Phật phụ trách chánh cùng hàng hà sa số chư Phật, nhiệm vụ trừ ma chướng quỷ tai, cứu khổ ách, độ chúng sanh về cực lạc. Các vị kiên trì Phật, thành tâm Phật, để pháp Phật, cứu khổ Phật, diệt khổ Phật, sát quái Phật, độ chúng sanh Phật hữu hình. Các vị giải thể Phật, diệt tướng Phật, diệt quan Phật, xá tội Phật, định quả Phật, độ Phật vô hình, tức là độ các chân linh đắc quả. Các vị Phật từ từng trời này cho đến từng hỗn quân thiên trong kinh Di Lạc là kể Phật nhiệm vụ của mỗi vị phụ trách, chứ không phải là kể tên của Phật. Chúng ta hãy tìm hiểu tiếp ý nghĩa của bài kinh để bắt cửu. Hơi tiên tửu nực nồng thơm ngọt, phi tưởng tiên để gót tới nơi. Bụi trần khi đã xa khơi, say xưa bầu khí bồi hồi chung phong. Tầng trời phi tưởng thiên do Đức Từ Hàng Bồ Tát trưởng quản, dưới quyền có 10 vị Phật phụ trách cùng hàng hà sa số chư Phật thường du ta bà thế giới, thi pháp hộ trì giảng linh sinh chúng, năng cứu tật bệnh, năng cứu tam tai, năng độ tận chúng sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệp chướng. Các vị Phật cứu độ chúng sanh về phần xác lẫn phần hồn. Khi chân thần đến từng phi tưởng thiên, nghe lòng lân lân say sưa quên mùi trần tục. Trong không gian thoang thoảng mùi tiên tửu thơm nồng, như có cả một bầu rượu mênh mông vô tận. Luồng gió thổi qua mang hơi tiên tửu bồi hồi, như ta đang cầm chung để mà uống rượu. Câu kinh say sưa bầu khí bồi hồi chung phong ý nghĩa là như vậy. Về đoạn kinh này chắc có vị sẽ đặt một câu hỏi là tại sao ở cõi phi tưởng thiên rượu đâu mà nhiều đến như vậy. Việc này đã được giải đáp trên cơ sở khoa học do hai nhà khoa học gia người Mỹ tên là McDonald và nhà thiên văn học và Tom Miller, nhà vật lý học và hóa học vũ trụ. Bằng các phương tiện hiện đại, hai ông đã theo dõi, phân tích và công bố rằng tại nơi chòm sao Con Ó cách trái đất ta hơn 10.000 năm ánh sáng, có những đám mây cực lớn chứa các phân tử rượu, ước lượng khoảng 400.000 tỷ thùng rượu bia. Nếu đem số lượng các thùng rượu này chất chồng lên nhau và nối dài, có thể dài hơn nhiều lần so với vạn lý trường thành của Trung Quốc. Và nếu đem số lượng rượu này cho cả nhân loại trên trái đất này uống, có thể uống đến hàng ngàn năm. Tài liệu theo báo Khoa Học và Đời Sống số 32. Dựa trên sự phát hiện này, ta thấy rằng câu kinh hơi tiên tửu nực nồng thơm ngọt của tầng trời vị tưởng thiên là hoàn toàn có cơ sở, không phải là chuyện quan đường. Cung tận thức thần thông biến hóa, phổ đà sơn giải quá tự hạ, cởi kim hậu đến tịch trang, đậu dân nương phép niết bàn đến xem. Chân thần vào cung tận thức phổ đà sơn, yết kiến Đức Từ Hàng Bồ Tát, được Đức Ngài dùng thần thông giải trừ căn quả. Sau đó cho kim mau hậu chở chân thần đến tịch sang. Từ đây chân thần dùng phép đẩu dân bay đến niết bàn. Chữ tận là hết, là cuối cùng, tức là hiểu biết. Tận thức có nghĩa là thông suốt mọi lẽ vinh hư, thấu hiểu cơ nhiễm màu của càn khôn vũ trụ. Chân thần vào cung tận thức tức là đã đạt lý quyền di thông, thần thông biến hóa, nên đã dùng phép đẩu dân mà bay đến niết bàn.
cung diệt bửu ngọc rèm đã sủ nhiệt nghiệp hữu hình tưởng đủ vô vi. Hồ tiên dội rót tức thì nước cam lồ rửa ai bi kiếp. Cung diệt bửu là nơi phán quyết cuối cùng của con đường khiến cơ chuyển hóa. Ngọc rèm đã sủ tức là rèm ngọc đã buông xuống giữ gìn bảo hòa cho bao nhiêu công nghiệp của chân thành đã tạo thành linh đan xá lợi. Diệt có nghĩa là cuối cùng, chữ diệt là tiêu tan hay trừ diệt là chữ diệt khác. Trong Hán văn có nhiều chữ đồng âm nhưng khác nghĩa cũng như trong tiếng Việt. Chữ diệt âm cuối là chữ tờ là tiêu trừ, còn âm cuối là chữ cờ thì có nghĩa là tận cùng. Nhưng chữ diệt này là từ Hán nên ít dùng trong văn chương tiếng Việt. Diệt bửu có nghĩa là phép báo sau cùng, nơi cung diệt bửu bảo tồn công nghiệp của chân thật, nghiệp hữu hình, tưởng đủ vô vi. Cung diệt bửu là nơi quyền năng linh diệu, bao nhiêu công nghiệp hữu hình đều hiện tượng đầy đủ nơi đây. Và chính nơi cung này là nơi ta được định phẩm cao tăng, tùy theo công quả hữu hình nhiều hay ít. Về khoảng này trong thi văn giải đạo thầy có dạy: đài dân quan gió để phong thần, còn của thầy đây để nhắc thân. Muôn đức ngàn lần không sót một, bao nhiêu công quả mới như phần. Người tín đồ cao đài làm công quả không cần ghi ơn cảm tạ, giúp người khốn khổ không muốn nhận tiếng cảm ơn. Khi ơn bố đức không cần phải biết, tuy làm chỗ không không, không biết không thấy, mà tất cả đều tồn tại nơi cung diệt bửu, không sót một tơ nào. Muôn đức ngàn lần không sót một, bao nhiêu công quả mới như phần. Chân thành được đức Từ Hàng Bồ Tát dùng nước cam lồ rửa sạch quan trái hai bi của kiếp sống con người để đi lên tầng trời thứ bảy là tầng tạo hóa thiên, là đến tầng cửu cửu kinh để cửu cửu dùng thổi khí bát hồn dẫn chuyển tạo hóa thiên biến vô cùng. Hội bạn đào diêu trì cung phục sinh đào hạnh rửa học tưởng ban cung bắt đầu xem căn quả số học triều nghi vào ở linh tiêu. Ngọc hư cung sắc lĩnh kiêu thượng phong trần trị phân điều rõ thái. Cõi trời tạo hóa thiên do đức diêu trì kim mẫu trưởng hoàng do cao vinh. Tạo hóa thiên quyền nghi thiên hậu trưởng kim bàn phật mẫu diêu trì. Kim bàn là nơi phật mẫu dùng khí sanh hoa, sanh hoa dẫn linh càng khôn sắc chất hữu hình. Bác hồn dẫn chuyển hóa thành chúng sanh. Bác hồn là vật chất, kim thạch hồn, thảo mộc hồn, côn trùng thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, thiên hồn, phật hồn. Nhân loại tiến hóa theo hai hạng, một hạng là nguyên nhân hay nguyên căn là chân linh do nơi kim bàn phật mẫu ban lực xuống trần từ thời khai thiên lập địa. Theo đạo Cao Đài thì lúc khai thiên lập địa phật mẫu đã cho xuống trần trăm ức nguyên nhân, nhất kỳ phổ độ tam giáo đã độ được hai ức, nhị kỳ độ được sáu ức, còn lại 92 ức còn trầm luân quên đường về quê cũ. Hạng thứ hai là hạng hóa nhân, tức là chuyển hóa trong bát hồn vậy. Hạng này phải đi từ vật chất hồn mà tiến lên hàng mấy chục, hai hàng cả trăm triệu năm, phải hy sinh ngàn ngàn muôn muôn kiếp sống lăn lóc trong vòng tạo mộc thú cầm để giúp ích cho sự tấn hóa mạnh công mới chuyển đến nhân hồn. Vì vậy nên trong thế gian thầy có dạy: dễ gì lỗng kiếp đắng làm người, mai đắng làm người chớ dễ vui. Phật mẫu trưởng quản cõi trời tạo hóa thiên dưới quyền có bốn vị Phật và cửu vị nữ Phật cùng hàng hà sa số chư Phật năng du ta bà thế giới dưỡng dục quần sanh nguyên nguyên Phật vị. Chân hồn trở về lại cõi này cũng tức là về nơi mình đã ra đi, tức là phục sinh sống lại, phục sinh đạo hạnh rượu học tưởng ban được mẹ mở hội bàn đào dùng rượu tiên ban thưởng. Sau đó chân thần được vào ở linh tiêu điện học lễ nghi để chờ triều kiến đức Chí Tôn lên ngọc đức cung để nhận sắc lệnh thưởng phong hoặc trừng phạt phân điều rõ thanh. Tiếp bài kinh cửu cửu: nơi kim bồn vàng vàng quân chất tạo hình này các bậc nguyên nhân cung trí giác trụ tinh thần hoàng thư màu nhiễm thoát trần thắng tiên. Từ đây chân hồn phân ra hai hạng: hạng tấn hóa và hạng thoái hóa. Hạng tấn hóa tùy theo khổ nghiệp nhiều hay ít mà đạt phẩm vị cao hay thấp. Hạng tấn hóa được Phật mẫu đưa đến cung trí giác để tu dưỡng cho tinh thần sáng suốt. Trí giác có nghĩa là dùng sự sáng suốt để giác ngộ, để quán thông cái lý nhiệm màu của đạo giải thoát trở thành Phật tiên, đó là quần hương vậy. Hồn ở cung trí giác luyện đạo 200 ngày mới lên đến tình cũng vô cao thiên là cái tiểu tượng. Trở lại hạng thói quá tức là phải trở xuống chịu kiếp luân hồi vì công nghiệp chưa đầy đủ, phải tái kiếp để tiếp tục tập công thêm
từ từng tạo quá thiên xuống đến từng thanh thiên là bảy cõi. Mỗi từng lên cao là mỗi lần tầng nguyên khí nhẹ nhàng. Nên chân thần đi lên một cõi là nhẹ hơn một chút. Nhưng trái lại khi trở xuống thì chân thần mỗi cõi lại chịu mang nặng thêm một lớp ô trượt. Nên kinh Giảng Quang có câu: chịu ô trượt chân thần nặng chịu mảnh hình này biến hiển lương tâm. Về bảy thể linh hồn Đức Chí Tôn có giảng như vậy: linh hồn của con người từ khỏi vòng lai tiến cảnh hoặc cực lạc niết bàn mà muốn đầu thai xuống cõi hạ giới này là cõi thứ bảy, thì đã trải qua sáu cõi hư linh ở thượng tầng không khí. Mà mỗi khi nhập xuống mỗi cõi hư linh thì linh hồn phải chịu với quyền cấu tạo của tạo hóa chi cơ, nghĩa là phải thỏa bẩm thần khí ở cõi hư linh đó mà bao bọc thêm ra ngoài một lớp thể chất nữa. Mà hãy trầm xuống xa chừng nào thì lại càng nặng nề thêm chừng nào. Khi trầm xuống đến cõi dục giới này lại còn phải mang thêm một cái xác thân phàm tục, trọng trượt đủ điều, nhưng cũng nhờ có cái xác thân phàm đầy đủ tam bổ ngũ hành kẻ giác ngộ con đường lành, lo tu hành đã có tấn hóa trở về nguyên diện cũ. Đó là thầy giải về sự thối hóa hay tấn hóa của linh hồn do lực kinh hư của tạo hóa. Trở lại tuần cửu cửu, đạo lão có thực tu luyện để tạo đệ nhị xác thân đắc anh nhi xá lợi, công phu ấy cũng nằm trong dòng cửu chuyển hai cửu chuyển công thành, tức là đến kỳ cửu chuyển thì đoạt đạo. Nên trong thiên cơ chuyển hóa đến tuần cửu cửu thì các chân thành công duyên quả mãn, đắc lĩnh ngọc hư cung ban thưởng quả vị được mẹ cho vào trí giác cung luyện đạo để thông suốt kinh hư hiểu thấu cơ một gì, chờ đủ 200 ngày đến từng tiểu tường là nhập vào cực lạc thế giới lên ngự tòa sen. Từng tiểu tường chân thần đi lên từng hư vô cao thiên hay là cực lạc thế giới, bài trên tiểu tường như sau: tịnh niệm phép nhiên đăng tưởng tính hư vô thiên nhất tính phật tiều ngọc hư đại hậu ngữ triều thiều quan nhĩ bá thiên kiều đệ chân. Trong kinh Di Lạc đoạn này Phật có giải rằng hư vô cao thiên có tiếp dẫn Phật, phổ tế Phật, tây quy Phật, điểm kinh Phật, tế pháp Phật, chiếu dương Phật, phong vị Phật, hộ chân Phật và hàng hà sa số chư Phật, tùng lĩnh nhiên đăng khổ Phật, dẫn độ chân linh đắc pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc dị, chứng quả chánh đẳng chánh giác, nhập vào cực lạc quốc, giữ vào hàng chúng đẳng chư Phật, tạo được thiên hơ để độ tận chúng sanh đều đắc Phật dị. Nghĩa lý của bài kinh tiểu tường cũng nhằm vào đoạn kinh này của trong kinh Di Lạc: chân hồn tịnh niệm phép môn vô thượng giáo hóa chân truyền một thế chúng sanh của đức nhiên năng, nên đến từng hư vô cao thiên vào nghe Phật thuyết pháp. Thiệu quan nhĩ bá là thấm thoát cả 200 ngày, nhĩ bá là 200 chân thần đến thiên kiều được đức bồ đề giả dẫn vào cực lạc quan đến lôi âm tự. Lôi âm tự nơi mà truyện Tây Du gọi là Tây Phương hay Tây Trúc. Lôi âm tự là nơi ngự của Phật Tổ Như Lai hay A Di Đà, được bổ công Di Lạc dẫn hồn xuống ao tích trữ tắm rửa sạch hết quan khiên trần tục, hồn lên ngự tòa sen được đắc quả Phật vị. Từ tiểu tường đến 300 ngày sau thì cúng tuần đại tường, gia quyến làm lễ có cúng tế đăng điện cầu siêu tụng Di Lạc, đốt tăng phục của gia quyến và đốt linh vị của người quá cố, tức là lễ mãn tang. Theo kinh đại tường thì tuần cúng này chân thần nhập vào từng hỗn quân thượng thiên dưới quyền Tây Phương giáo chủ Di Lặc Vương Bồ Tát, khai cơ tận độ mở hậu long hoa để tiễn công Phật vị. Xin ghi lại nguyên văn bài giảng kinh đại tường của Đức Hộ Pháp: hỗn quân thiên dưới quyền giáo chủ Di Lặc Vương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ cửu tiền diệt dân. Mấy em biết thế nào đối với nhân loại? Kể từ ngày mở đại đạo tam kỳ phổ độ cho mãi mãi tới tận thế, cái cửa địa ngục ở dưới kia nó đã bị tiêu diệt phế hủy rồi. Thập điện viên cung đến rước mấy em nó cũng đã vong phế rồi. Mấy em không còn xa xuống cửa địa ngục, mấy em không còn chịu dưới quyền của thập điện viên cung, đó là cái trọng thể hơn hết. Hội Long Hoa tiễn phong một vị Phật hay nhiều vị Phật cõi Tây Phương đủ quỷ trừ ma, nơi Tây Phương cực lạc cũng vậy, tảo thanh không còn ma hồn quỷ sát mà đến tại thế này nữa. Giáng linh hộ pháp Di Đà diễn cây ma chữ giải tà trục tinh, câu đó rất rõ các em đều biết. Thâu các đạo hữu hình làm một trường thi thiên Phật dược kiếp thiên, tạo đời cải giữ ra hiện. Câu đó không giải mấy em cũng hiểu nghĩa, bảo sanh nắm giữ diệu quyền Chí Tôn, tới năm Tý sẽ mở hội Long Hoa tiễn phong Phật vị tại tòa thánh này đấy. Các em phải cố gắng làm cho xong qua mới quả quyết, nếu mấy em làm không kịp qua có quy liễu trước đi nữa thì cái tội ấy về mấy em chứ không phải về qua. Nhớ đến đó, qua cố gắng tận trung cùng đạo, tận hiến cùng Chí Tôn Phật mẫu, qua chỉ ước cho thiên liên của mấy em đây, nó sẽ hưởng được một điều trọng yếu không biết ngày nào giờ nào.
Qua không còn ở thế gì quyền nhi không định trước được. Qua mơ ước làm thế nào cho dòng máu của mấy em đây nó được gặp mặt Chí Tôn đến tại thế này, lấy một quyền năng thiên liêng của ông, như ông đã đến tại đền thờ Tây Tạng kia vậy. Hãy nói đến đền thờ Tây Tạng, Đức Chí Tôn đều nghe hiểu. Có lẽ đền thánh này Đức Chí Tôn thế nào cũng đến, tại chưa đến là gì lẽ gì, lý do là chưa có trọn sau đây. Mấy em cố gắng đi, từ đây tới sau cho đến ngày Long Hoa Đại Hội hoặc nên hư, chẳng thất điều gì, qua lập Long Hoa Đại Hội được các chắn qua phú xác nơi tay mấy em đó vậy. Thưa cùng với chư hiền, chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa của chính bài kinh, cũng chính tình cổ, cả về thể pháp và chân pháp. Qua các bài kinh chúng ta hiểu được phần nào sự tiến hóa linh hồn trên con đường trở về khỏi cái nơi làm sống, khỏi cực lạc tiếp bài. Chúng ta mới quả quyết rằng lời hứa tận độ của Đức Chí Tôn là chân thật. Nhưng tận độ trước hết là chúng ta phải tự độ cho bản thân ta, gia tộc và phải độ cho cả nhân loại về phần xác lẫn phần hồn. Như Đức Chí Tôn có nói, nếu các con không tự lập ở thế này là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẩm mà đưa các con lên cho đặng. Ấy vậy vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con cũng là một phúc hạnh lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẩm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc gì đạo. Vì vậy mà ta phải tìm hiểu cho rõ ràng thấu đáo cái coi tận độ hai bộ pháp mà Thầy hứa truyền cho chúng ta. Độ về phần khác tức là phải hiểu đạo, giữ đạo và dạy cho mọi người cùng hiểu đạo. Phải thọ khổ thắng khổ mới giải khổ được. Thọ khổ tức là nhận cái khổ của mọi người làm cái khổ của mình. Người ta khổ thế nào thì lòng mình cũng cảm thấy khổ thế ấy. Như vậy mới mở được đức độ thương yêu, mà hễ lòng yêu thương được nhân rộng bao la thì mọi người sẽ bớt khổ. Đó là nói về phần chắc hữu hình. Còn độ về phần vô hình thì độ bằng cách nào đấy? Như ở đoạn đầu ta đã bàn về sự cầu xin của các đẳng linh hồn theo kinh Phật, có kể về chữ Tích trong một kiền liên là đệ tử của Phật Thích Ca. Ông là người đệ tử tu đắc được thông sớm nhất. Một hôm ông dùng thần nhãn nhìn xuống cõi Phong Đô là cõi địa ngục, thấy mẹ ông là bà Thanh Đề đang bị khổ hình đầu đầu chỗ máu, đích ngồi bàn trong, lại còn bị quỷ sứ đến đập đầu ra, thân hình tiều tụy đói khát thê thảm vô cùng. Ông buồn khổ quá liền đi xuống Phong Đô đem cơm dâng cho mẹ. Nhưng bà Thanh Đề vì phàm tánh còn quá nặng nề, một tay đưa ra bốc cơm vào miệng, một tay che lại, chở các hồn ở gần thấy cơm chín ăn. Nhưng than ôi, khi nắm cơm vừa đưa gần tới miệng liền quá thành lửa ăn không đặt. Ông Mục Liên quá đổi u sầu liền trở về bạch cùng Đức Phật. Phật có dạy ông rằng phải nhờ chút cầu xin của mười phương chư tăng trong ngày rằm tháng bảy. Nhờ chư tăng cầu xin trong 7 ngày thì mẹ ông sẽ được khổ nạn, thoát khỏi khổ nạn. Chư tăng lập đàn cầu xin cho mẹ ông Mục Liên trong 7 ngày và mới hết khổ, mới thoát khổ nạn. Cũng do sự tích này mà Phật giáo dạy tín đồ phải cúng theo từng khắc dậy và lưu truyền cho đến ngày nay. Dân gian lấy ngày rằm tháng bảy là ngày báo hiếu, kinh Du Lan Bồ là kinh báo hiếu. Ngày rằm tháng bảy cũng là ngày trả tội cho dân nhân thoát khỏi Phong Đô. Và ý nghĩa của việc làm tục thất theo Phật giáo cũng nằm trong sự tích này. Mẹ ông Mục Liên bị tội tình rất nặng đến phải bị đọa đày như quả ngục. Dù ông Mục Liên đã chứng quả La Hán đắc được thông, nhưng một mình ông không thể cứu được mẹ của mình, phải nhờ đến sức của mười phương chư tăng cầu xin mẹ ông mới được giải thoát. Nhân loại ngày nay gặp kỳ đại xá của Đức Chí Tôn không phải như ngày xưa chỉ đại xá ngày rằm tháng bảy, mà vĩnh viễn đại xá đóng hẳn cửa địa ngục Phong Đô. Nếu chúng ta ai biết tin tưởng cầu xin nơi quyền năng thiêng liêng của Đức Chí Tôn thì chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Do đó trong cửa đạo Cao Đài, cái cơ tận độ là ở chỗ biết thầy xin sự tha thứ của Đức Chí Tôn. Không phải một người xin mà phải nhiều người xin, không phải xin một lần mà xin cả 12 lần. Quý hiền tính lại, nếu tín đồ Cao Đài có nguyên liễu thì một lần đám tang có cầu xin, rồi chính tuần cửu chính lần xin, một lần tiểu tường, một lần đại tường, tất cả là 12 lần xin. Cũng nhằm vào 12 lại mà hàng ngày chúng ta làm lễ Đức Chí Tôn, ai cũng đều có cầu xin là tam nguyện xá tội đệ tử. Mà đệ tử của Đức Chí Tôn đâu phải mình ta, mà là cả nhân loại, là các đẳng linh hồn mà ta đang thực hành cơ tận độ, quyền nhiễm thai hạnh phúc thai. Cho những ai hiểu được cái cơ màu nhiễm mà cùng nhau lo lắng cứu độ thì trong linh con cái của Đức Chí Tôn. Nếu kẻ được xin thoát khỏi tội thì người đứng ra xin cũng được tích phước gia ân. Chúng ta cũng hiểu thêm rằng thở ông Mục Liên cầu xin xá tội cho mẹ, thở ấy Phật giáo chưa có ban kinh, chỉ nhờ chư tăng dùng sự thành tâm cầu xin mà thôi. Ngày nay trong đảo Cao Đài, mỗi lần cầu xin xá tội cho các vong linh có đầy đủ kinh kệ, có danh sớ rất trang nghiêm, nhưng đó chỉ là nghi thức của hình thế đạo.
Không phải Đức Chí Tôn nghe các bài kinh này mà xá tội cho vong linh, cũng không phải vong linh nghe cũng các bài kinh này mà xá tội. Sự giải tội hay xá tội nó nằm ở chỗ là những người giữ buổi cầu kinh phải thật chí thành chí nguyện, một lòng cầu xin xá tội cho vong linh người quá dạng, cộng thêm gia quyến người quá cố. Trong những ngày tuần thủ tiểu tường đại tường phải trai giới thành thật cầu xin Đức Chí Tôn xá tội cho thân nhân của mình. Hiệp với số đông đảo tín đồ chức diện thì hiệu lực của việc cầu xin mới ứng nghiệm. Là người tín đồ pháo đài phải hiểu cái lý quan trọng và sự cần thiết của lễ cầu siêu để cúng cách tuần thủ tiểu tường và đại tường. Cái cần thiết hơn cả là trong các buổi lễ phải thật đông người, càng đông càng có lợi ích. Vì bởi cái lúc cầu nguyện cho vong linh người quá cố, mọi người đều thành tâm khấn giới mục đích duy nhất chỉ có xin một điều là cứu rỗi cho danh tánh của vị Nguyễn Nhân A hay Nguyễn Nhân B gì đó mà thôi. Đâu có ai cầu xin tư lợi gì cho mình. Điều quan trọng là cả một khối tinh thần cùng hướng về một mục đích thì cái năng lực của nó tất phải mạnh mẽ vô cùng. Các chị phái nữ, các em đồng nhi hay các anh nam phái cũng vậy. Nên xem việc cầu siêu tuần thủ là quan trọng. Hãy để tâm và dành thời giờ tham dự cho đông đủ các buổi lễ này. Trong thánh ngôn thầy có dạy một đoạn như vậy: muốn đắc quả thì chỉ có một điều là phổ độ chúng sanh mà thôi. Chứ không làm hẳn thế này thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao. Đi tuần thủ cầu siêu đồng đạo quy liễu đó cũng là một cách lập công.